Kính thưa tất cả quý vị, các bạn đồng nghiệp đang tham dự trong cái chương trình chiều hôm nay của chúng ta. Kính thưa các bạn, những phát kiến mới từ những cái nghiên cứu cơ bản nền tảng cho đến những thử nghiệm lâm sàng quan trọng, nó đã liên tục làm thay đổi diện mạo của cái chuyên ngành tim mạch học của chúng ta. Những cái điều mà chúng ta gọi là chân lý trong hôm nay thì có thể ngày mai với những cái phát kiến đó đã trở thành lạc hậu rồi. Và những cái chẩn đoán cũng như những cái điều trị mà chúng ta cho là chuẩn mực hôm nay thì có thể trong thời gian tới nữa nó không còn đáp ứng được, không còn phù hợp với những cái tình huống lâm sàng của chúng ta nữa. Thì điều này nếu một người nào mà hoạt động trong lĩnh vực tim mạch trong một thời gian khá lâu thì cũng có thể thấy rõ. Từ việc beta blocker là một loại thuốc chống chỉ định trong điều trị suy tim thì ngày nay thì trong điều trị suy tim không thể thiếu được cái thuốc chặn beta này. Vì thế cho nên chúng tôi thấy rằng cái việc mà chúng ta thường xuyên cập nhật kịp thời những cái lượng kiến thức hiện đại này giúp cho người thầy thuốc của chúng ta luôn luôn bắt nhịp kịp được với cái xu hướng mới trong cái điều trị bệnh lý tim mạch. Chính vì vậy, Trung tâm Tim mạch của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị xu hướng mới trong điều trị bệnh lý tim mạch hàng năm để có thể là cập nhật chia sẻ những kiến thức mới nhất trong lĩnh vực tim mạch này và qua đó có được những biện pháp điều trị tốt nhất cho người bệnh của chúng ta. Mặc dù hội nghị rất là thành công, mỗi năm tổ chức như vậy, hội nghị thu hút hơn 1.000 đại biểu đến từ tất cả các tỉnh về tham dự và có được một cái hiệu quả rất tốt. Tuy nhiên, thông qua những cái hội nghị đó thì chúng tôi cũng nhận được hai luồng ý kiến. Luồng ý kiến thứ nhất cho thấy rằng nếu mà chúng ta chỉ tổ chức hội nghị đó mỗi năm một lần thì không thể cập nhật được những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm nóng hổi của tim mạch học can thiệp có thể phát triển trong suốt năm của chúng ta. Thứ hai nữa là một số bạn bác sĩ ở những nơi xa xôi, ở những tỉnh xa từ miền Bắc hoặc là ở Cà Mau rồi vân vân đó không thể đến được thành phố Hồ Chí Minh này để mà dự những cái hội nghị như là hội nghị xu hướng mới trong điều trị bệnh lý tim mạch của chúng ta. Như vậy để đáp ứng được cái yêu cầu là cập nhật thường xuyên kiến thức tim mạch trong suốt năm cũng như là đáp ứng được cái yêu cầu những cái bạn ở xa muốn có được những cái kiến thức cập nhật mới này thì Trung tâm Tim mạch của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình diễn đàn xu hướng mới trong điều trị bệnh lý tim mạch gọi tắt là NTCF, New Trend in Cardiology Forum. Đây là một chương trình quy mô với khối lượng kiến thức bao quát trong các cái chuyên khoa trong lĩnh vực tim mạch và những cái chuyên khoa có liên quan trong lĩnh vực tim mạch này. NTCF là một cái diễn đàn trao đổi khoa học về tim mạch và chương trình này có cấp CME, sẽ bao gồm 12 chương trình phát sóng mỗi tháng trong năm 2021. Mỗi tháng như vậy vào thứ bảy tuần lễ thứ hai chúng ta sẽ có dịp gặp nhau trên diễn đàn trực tuyến này. Những chuyên gia hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực tim mạch sẽ chia sẻ kiến thức mới và cùng thảo luận những tình huống lâm sàng trong chuyên khoa tim mạch với tất cả chúng ta. Tôi tin rằng diễn đàn này sẽ đáp ứng được nhu cầu của các bạn đồng nghiệp xa gần. Trân trọng kính mời quý bác sĩ cùng tham gia diễn đàn này với chúng tôi. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi chính thức khai mạc chương trình NTCF 2021. Xin trân trọng báo với các bạn. Và để mở đầu cho chương trình này, tôi xin giới thiệu đến quý vị bác sĩ buổi trao đổi đầu tiên của chúng ta với chủ đề tối ưu hóa điều trị suy tim trên những phân suất tống máu khác nhau. Và trong buổi hôm nay, hai chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tim mạch, đặc biệt là trong xử trí tình trạng suy tim được mời đến. Đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Quỳnh Quang Trí của Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh và Tiến sĩ Hoàng Văn Sĩ của Bộ Môn Nội Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và để bắt đầu chương trình khoa học, tôi xin kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Quỳnh Quang Trí đến từ Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trình bày chuyên đề tối ưu hóa điều trị suy tim phân suất tống máu giảm. Xin mời Phó Giáo sư. Kính thưa Giáo sư Tiến sĩ Trương Quang Bình, Tiến sĩ Bác sĩ Hoàng Quang Sĩ, kính thưa các đồng nghiệp đang theo dõi trực tuyến. Trong bài báo cáo hôm nay đó, tôi sẽ nói về cái vấn đề tối ưu hóa điều trị suy tim với phân suất tống máu giảm. Trước đây á, khi mà chúng ta nói về bệnh ung thư á, thì mình hay nghĩ là bệnh ung thư là một cái bệnh nan y và khi đã mắc bệnh ung thư rồi thì cái xác suất tử vong rất là cao. Tuy nhiên trên thực tế đó, thì những cái số liệu gần đây cho thấy là
suy tim nó gây tử vong còn nhiều hơn một số bệnh ung thư ở cả nam lẫn nữ. Ở nữ đó thì người ta thấy rằng ung thư vú và ung thư buồng trứng á, tử vong thấp hơn là tử vong liên quan đến suy tim. Và ở nam đó thì cái tử vong liên quan đến ung thư bàng quang và ung thư tuyến tiền liệt đó thì nó cũng thấp hơn rõ so với lại cái tử vong liên quan với suy tim. Nói như vậy không có nghĩa là trong khoảng thời gian gần đây chúng ta không có những cái tiến bộ trong điều trị suy tim. Các đồng nghiệp cũng nhớ là từ thập niên 1990 cho đến năm 2010 đó, đã có nhiều cái liệu pháp nó cải thiện rất là rõ tiên lượng của bệnh nhân suy tim. Chúng ta nhớ là với cái ức chế men chuyển, sau đó là thuốc dạng beta mà giáo sư Trương Quang Bình đã đề cập. Và đến năm 2010 đó thì có những cái nghiên cứu với những cái thuốc kháng androsterone, nó đã giúp giảm cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân suy tim ở những mức độ khác nhau, từ 29% xuống còn 14% sau một năm. Và đó là lý do vì sao trong cái hướng dẫn 2016 của Hội Tim Châu Âu đó, thì người ta xếp ba cái nhóm thuốc này, tức là ức chế men chuyển, dạng beta và đối kháng androsterone đó, là những cái thuốc mà chúng ta phải dùng trong suy tim với phân suất tăng máu giảm. Và cái khuyến cáo là khuyến cáo class 1 với mức chứng cứ là chứng cứ A, tức là chứng cứ cao nhất. Đến năm 2010 đó thì có một cái thuốc được bổ sung vào cái gọi là cái kho vũ khí điều trị suy tim, đó là cái ivabadin. Thì cái nghiên cứu SHIFT là một nghiên cứu người ta thực hiện trên 6.558 bệnh nhân suy tim NIHA từ 2 đến 4, có phân suất tăng máu giảm, nhịp xoang và tần số tim ít nhất là 70 lần phút. Bệnh nhân được phân ngẫu nhiên cho dùng ivabadin hoặc là placebo, thì kết quả cho thấy rằng cái thuốc này đó nó giảm 18% tử vong tim mạch hay là nhập viện vì suy tim tăng nặng. Đến năm 2014 đó, thì có một cái nghiên cứu có thể nói là cực kỳ quan trọng. Nó đánh dấu một cái bước ngoặt trong điều trị suy tim với phân suất tăng máu giảm. Đó là nghiên cứu PARADIGM. Mình gọi tên đầy đủ là PARADIGM SF. Thì đây là một cái thử nghiệm lâm sàng phân nhóm ngẫu nhiên mù đôi. Cái đối tượng là 8.442 bệnh nhân suy tim mạn. Phân suất tăng máu thì dưới hoặc bằng 40%. Có tăng BNP hay là NT-proBNP. Và những người này đó thì đang ổn định ít nhất là 4 tuần với cái điều trị bằng ức chế men chuyển hay là chẹn thuộc thể angiotensin và một cái thuốc dạng beta. Trong nghiên cứu này đó thì người ta loại trừ những người có cái lọc cầu thận dưới 30, kali máu trên 5,4 mmol trên lít hay là huyết áp tâm thu dưới 100 mm tiền ngân. Bệnh nhân thì được phân ngẫu nhiên cho dùng enalaprin với cái liều đích là 10 mg nhân 2 hoặc là cái thuốc sacubitril valsartan với cái liều đích là 200 mg nhân 2 trên nền của cái điều trị chuẩn. Trong nghiên cứu này đó thì người ta sử dụng cái tiêu chính giá chính là chết do nguyên nhân tim mạch hay là nhập viện vì suy tim. Thì đây là một số đặc điểm ban đầu của bệnh nhân. Các đồng nghiệp thấy là đây là những người có tuổi trung bình là 69, nữ giới chiếm tỷ lệ là 2%. Cái nguyên nhân gây ra suy tim đó, thì 60% là bệnh tim thiếu máu cục bộ, tức là liên quan với bệnh mạch vành. Phân suất tăng máu trung bình đó là 29,5%. Đa số bệnh nhân là suy tim NIHA 2 và có 23% là suy tim mức độ là NIHA 3. Huyết áp khởi điểm là 122 trên 72 mmHg thủy ngân. Có gần 35% bệnh nhân có đái tháo đường. Và nếu chúng ta nhìn vào cái điều trị nền của bệnh nhân á, thì có thể nói là bệnh nhân được điều trị cũng rất là chuẩn. Với cái tỷ lệ dùng lợi tiểu là 80%, dùng chẹn beta đó là 93%, dùng kháng androsterone là 55%. 14% bệnh nhân thì có đặt máy ICD và 7% bệnh nhân đó thì có đặt cái máy CRT. Thì trên cái nền điều trị rất là chuẩn như vậy đó, người ta ghi nhận là cái điều trị bằng sacubitril valsartan so với lại enalaprin nó giảm 20%, rất là có ý nghĩa thống kê cái biến cố thuộc tiêu chính giá chính. Và người ta tính được cái số bệnh nhân mà chúng ta cần điều trị bằng thuốc này thay vì enalaprin là number need to treat là 21 người. Bên cạnh đó thì người ta cũng ghi nhận là cái điều trị bằng sacubitril valsartan nó giảm 20% tử vong do nguyên nhân tim mạch và 16% tử vong do mọi nguyên nhân. Và tôi xin nhấn mạnh một cái ý, đây là chúng ta so với lại enalaprin chứ không phải là so với lại placebo. Và trong nghiên cứu này đó, người ta cũng ghi nhận là cái điều trị bằng sacubitril valsartan
nó cải thiện rất là rõ cái chất lượng sống của bệnh nhân, đánh giá bằng cái thang điểm KCCQ. Các đồng nghiệp thấy là sau 8, 12 và 24 tháng đó, những bệnh nhân được điều trị bằng sacubitril và valsartan đó, thì cái chất lượng sống nó cải thiện lên rất là nhiều so với những người được điều trị bằng enalapril. Bên cạnh cái điều trị bằng thuốc đó, thì chúng ta cũng không thể quên cái điều trị bằng dụng cụ. Và mình cũng nhớ đó là cái CRT, tức là cái biện pháp tái đồng bộ tim đó, là một cái biện pháp đã được chứng minh là rất có lợi cho những người suy tim mà có QRS rộng. Cái điều này đã được chứng minh trong nghiên cứu CARE-HF. Những bệnh nhân nào mà có QRS rộng và nhất là cái dạng đốt nhánh trái đó thì hưởng lợi từ cái điều trị bằng máy CRT. Trong khi cái nghiên cứu ECHO CRT á, thì người ta thấy rằng bệnh nhân suy tim mà có cái QRS hẹp trên điện tim á, thì không có hưởng lợi gì từ cái điều trị bằng cái tái đồng bộ tim. Và do đó, tôi nhắc lại để các đồng nghiệp nhớ là trong cái hướng dẫn 2016 của Hội Tim Châu Âu á, người ta có đưa ra những cái chỉ định đặt CRT cho bệnh nhân suy tim với phân suất tổ máu giảm. Và theo cái khuyến cáo này đó, thì người ta nói là CRT, tức là cái tái đồng bộ tim á, thì được khuyến cáo cho những người suy tim có triệu chứng nhịp xoang và có QRS trên hoặc bằng 130 mili-giây và có cái dạng block nhánh trái trên ECG với cái phân suất tổ máu dưới hoặc bằng 35%, mặc dù đã được điều trị nội khoa tối ưu nhằm cải thiện triệu chứng và giảm tử vong bệnh tật. Và cái khuyến cáo này đó là khuyến cáo class 1. Bên cạnh đó, đó thì cũng có một số tình huống là người ta đưa ra cái khuyến cáo class 2, tức là nếu như bệnh nhân suy tim nhịp xoang QRS trên hoặc bằng 150 milisecond, phân suất tổ máu thì dưới hoặc bằng 35%, mặc dù đã điều trị nội khoa tối ưu rồi đó, nhưng mà cái QRS thì nó cái dạng nó là không phải block nhánh trái thì người ta vẫn cho đặt máy CRT. Tuy nhiên cái khuyến cáo trong trường hợp này đó nó chỉ là class 2A thôi. Và tôi xin tóm tắt lại cái lưu đồ điều trị suy tim với phân suất tổ máu giảm theo ESC 2016. Các đồng nghiệp nhớ là cái điều trị nền cơ bản bắt buộc phải có là ức chế men chuyển và dạng beta. Nếu bệnh nhân vẫn còn triệu chứng phân suất tổ máu dưới hoặc bằng 35% thì chúng ta thêm thuốc kháng anosterone. Nếu bệnh nhân vẫn còn triệu chứng phân suất tổ máu dưới hoặc bằng 35% thì mình xem nếu bệnh nhân dung nạp ức chế men chuyển hay là dạng thụ thể angiotensin thì chúng ta thay thế ức chế men chuyển bằng acne, tức là cái sacubitril valsartan. Nếu bệnh nhân có nhịp xoang và QRS ít nhất là 130 mili-giây thì chúng ta đánh giá cái nhu cầu đặt CRT của bệnh nhân. Còn nếu bệnh nhân nhịp xoang với một cái tần số tim trên hoặc bằng 70 lần phút thì chúng ta thêm cái ivabadin. Và người ta nói rõ đó là những cái điều trị này thì nó không có gọi là loại trừ lẫn nhau, mà chúng ta có thể phối hợp những cái biện pháp điều trị này với nhau. Khi nãy là chúng ta nói về cái suy tim mạn. Bây giờ tôi xin nói rõ hơn về cái vấn đề suy tim mất bù phải nhập viện. Những cái điều tra đó ở nhiều nơi cho thấy rằng cái dự hậu 5 năm sau một cái đợt nhập viện vì suy tim mất bù á, thì dự hậu rất là xấu. Các đồng nghiệp thấy là 5 năm sau thì cái tử vong của bệnh nhân á, bất kể là cái suy tim là suy tim với phân suất tổ máu giảm, suy tim với phân suất tổ máu trong khoảng giữa hay là suy tim với phân suất tổ máu bảo tồn á, thì cái tử vong nó là 75%. Và nếu chúng ta xét chung hết tử vong lẫn tái nhập viện á, thì con số nó là khoảng 96-97%. Như vậy, rõ ràng là chúng ta cần có cái thuốc để mà giải quyết cái vấn đề này. Trong cái bối cảnh đó, đó thì tôi muốn đề cập đến một nghiên cứu, tôi là nghiên cứu Pioneer HF. Nghiên cứu này là một cái thử nghiệm lâm sàng phân nhóm ngẫu nhiên mùa đôi đa trung tâm với cái đối tượng là 881 bệnh nhân suy tim với phân suất tổ máu dưới hoặc bằng 40% mà mới nhập viện vì một cái đợt mất bù cấp. Nhưng mà hiện tại đó thì huyết động đã ổn định. Huyết động đã ổn định có nghĩa là huyết áp tâm thu ít nhất là 100mm thủy ngân. Bệnh nhân thì không phải tăng liều lợi tiểu tim tĩnh mạch hay là không phải dùng thuốc giãn mạch đường tĩnh mạch trong 6 giờ trước. Không phải dùng thuốc tăng co bóp đường tĩnh mạch trong 24 giờ trước. Trong nghiên cứu này đó, thì người ta loại trừ những người có độc cầu thận dưới 30, kali máu trên 5,2, có tiền sử hội chứng mạch vành cấp hay là đột quỵ hay là cái tái thứ máu mạch vành hay động mạch cảnh một tháng trước. Và người ta cũng loại trừ những phụ nữ có thai hay là đang cho con bú.
bệnh nhân thì được phân ngẫu nhiên cho dùng cái sacubitril valsartan hoặc là enalapril. Thì kết quả nghiên cứu PNASF nó cho thấy rằng những người được điều trị bằng sacubitril valsartan thì cái NT-proBNP nó giảm nhiều hơn, rất là có ý nghĩa thống kê, so với những người được điều trị bằng enalapril. Và khi người ta tính cái biến cố là chết do nguyên nhân tim mạch hay là tái nhập viện vì suy tim thì người ta ghi nhận là cái điều trị bằng sacubitril valsartan nó giảm tới 42%, rất là có ý nghĩa thống kê so với lại cái điều trị bằng enalapril. Thì xuất phát từ cái kết quả rất là thuận lợi, rất là ngoạn mục của nghiên cứu PIONEER-HF trong cái đồng thuận 2019 của các chuyên gia trường môn tim Hoa Kỳ đó, người ta có nói rõ là nếu bệnh nhân nhập viện vì một cái đợt suy tim mất bù cấp, bất kể là trước đó bệnh nhân có dùng ức chế men chuyển hay là chẹn thụ thể angiotensin hay không, nếu bây giờ bệnh nhân có huyết động ổn định, tức là huyết áp trên hoặc bằng 100 mm thủy ngân tâm thu, không phải dùng thuốc tim tĩnh mạch trong vòng 6 giờ trước, không phải dùng thuốc tăng cơ bóp trong vòng 24 giờ trước, thì người ta khuyên là chúng ta khởi trị bằng sacubitril valsartan hơn là ức chế men chuyển để cải thiện tiên lượng của bệnh nhân. Tôi muốn đề cập đến một số những cái liệu pháp có thể nói là chưa được đưa vào khuyến cáo nhưng mà có thể nói là cực kỳ triển vọng, đó là cái ức chế GT2. Các đồng nghiệp cũng nhớ là trong năm 2019 đó, thì có một cái nghiên cứu được công bố, tức là nghiên cứu DAPA-SF. Nghiên cứu này nó là một cái thử nghiệm lâm sàng phân nhóm ngẫu nhiên mù đôi với cái đối tượng là 4.744 bệnh nhân suy tim mạng NIHA từ 2 đến 4, có phân sức tốc máu thì dưới hoặc bằng 40%. Và có một điểm lưu ý đó là trong này chỉ có 42% là có đái tháo đường, tức là 58% bệnh nhân là không có đái tháo đường. Và dù bệnh nhân không có đái tháo đường, người ta vẫn chia ngẫu nhiên thành hai nhóm, là cho dùng cái dapagliflozin là một cái thuốc ức chế GT2 mà lâu nay chúng ta vẫn dùng để điều trị đái tháo đường type 2 ấy, thì người ta cho dùng cái này hoặc là placebo trên nền điều trị chuẩn. Theo dõi trung vị là 18,2 tháng. Và trong nghiên cứu này đó thì người ta đánh giá dựa vào cái biến cố suy tim tăng nặng hay là chết do nguyên nhân tim mạch. Suy tim tăng nặng ở đây người ta định nghĩa là cái nhập viện hay là khám cấp cứu và sau đó phải dùng thuốc tĩnh mạch điều trị suy tim. Thì kết quả nghiên cứu DAPA-SF này đó, nó cho thấy rằng cái điều trị bằng dapagliflozin so với lại placebo đó, nó giảm tới 26% cái biến cố chết do nguyên nhân tim mạch hay là suy tim tăng nặng. Và ở đây các đồng nghiệp cũng thấy là cái NNT nó bằng 21, tức là nó cũng tương tự như là cái nghiên cứu Paradise-SF mà kia tôi trình bày khi nãy. Một cái điểm phải nói là rất là ngoạn mục là nghiên cứu nó cho thấy rằng bất kể bệnh nhân có hay là không có đái tháo đường thì đều hưởng lợi từ cái điều trị bằng dapagliflozin. Và bên cạnh cái hiệu quả là giảm cái biến cố thuộc tiêu chính giá chính thì người ta cũng ghi nhận là cái điều trị bằng dapagliflozin nó giảm 30% nhập viện vì suy tim, 18% tử vong tim mạch và 17% tử vong do mọi nguyên nhân. Và tất cả những cái mức giảm này đó thì nó đều có ý nghĩa thống kê nếu chúng ta nhìn vào cái biên trên của cái khoảng tin cậy 95%. Cái điều trị bằng dapagliflozin nó cũng cải thiện rất là rõ cái chất lượng sống nếu chúng ta đánh giá dựa vào cái thang điểm KCCQ. Ở đây là người ta đánh giá sau 8 tháng điều trị. Và trong năm 2020 đó thì có đồng nghiệp cũng nhớ là có một cái nghiên cứu, tức là nghiên cứu Emperor Reduce được công bố. Thì nghiên cứu này đó là người ta làm trên 3.730 bệnh nhân suy tim NIHA từ 2 đến 4, phân sức tốc máu thì dưới hoặc bằng 40%, có tăng NT-proBNP và phân nửa bệnh nhân đó thì có đái tháo đường. Nghiên cứu nó cho thấy rằng cái điều trị bằng một cái thuốc ức chế SGLT2 khác là empagliflozin đó thì nó cũng giảm như vậy là tới 25% cái biến cố tử vong tim mạch hay là nhập viện vì suy tim tăng nặng. Tuy nhiên trong nghiên cứu này đó thì người ta ghi nhận là cái tử vong do nguyên nhân tim mạch cũng như là cái tử vong do ngoại nguyên nhân á, thì của hai nhóm nó không khác biệt. Thì dù là cái kết quả của nghiên cứu Emperor Reduce nó không có ngoạn mục như là nghiên cứu DAPA-SF, tuy nhiên nó cũng khẳng định cái ý kiến của các chuyên gia cho rằng cái nhóm thuốc ức chế GT2 đó có thể xem là một cái trụ cột mới trong điều trị suy tim với phân sức tốc máu giảm. Thì như vậy với những cái nghiên cứu, những cái thử nghiệm lâm sàng được công bố đó thì chúng ta thấy là trong năm 2020 và bước sang đầu năm 2021 này đó
chúng ta có 5 cái trụ cột chính trong cái điều trị suy tim với phần xuất tố máu giảm. Đó là cái ức chế men chuyển hay chạy thụ thể. Thứ hai là acne, tức là cái sacubitril valsartan. Thứ ba là chạy beta. Thứ tư là kháng aldosterone. Và thứ năm đó là những cái thuốc ức chế GT2. Và mới đây đó, có một nhóm tác giả đứng đầu là tác giả Vaduganathan mới làm một cái phân tích để xem là nếu như chúng ta điều trị nội khoa một cách rất là tối ưu, rất là toàn diện á, bằng cách là phối hợp luôn cả bốn thuốc, tức là chạy beta, acne, kháng aldosterone và ức chế GT2 á, thì chúng ta sẽ thu được lợi ích như thế nào. Để tính cái mô hình này đó, thì tác giả dựa vào những cái nghiên cứu như là nghiên cứu Emphasis, nghiên cứu Paradigm SF và nghiên cứu DAPA SF mà tôi đã trình bày khi nãy. Thì các tác giả tính được là nếu chúng ta dùng đầy đủ bốn nhóm thuốc này với liều tối ưu á, thì mình sẽ giảm được tới 62% chết do nguyên nhân tim mạch hay là nhập viện vì suy tim, 50% tử vong tim mạch, 68% nhập viện vì suy tim và 47% tử vong do mọi nguyên nhân. Và những cái mức giảm này đó thì nó cực kỳ có ý nghĩa thống kê nếu chúng ta dùng đúng và đủ. Tuy nhiên cái vấn đề chính đối với cái thực hành thường ngày của chúng ta đó là bác sĩ của mình điều trị không có đúng và cũng không có đủ. Cái điều này đã được chứng minh qua một cái nghiên cứu, tôi là nghiên cứu CHAM Registry. Trong nghiên cứu này đó thì người ta mới thống kê cái tỷ lệ dùng không dùng thuốc mặc dù bệnh nhân không có chống chỉ định. Ở đây các đồng nghiệp ghi nhận những cái cột màu đỏ này nè, nó cho chúng ta biết là cái tỷ lệ bệnh nhân không được kê toa thuốc, bệnh nhân suy tim với phân xuất máu giảm không được kê toa thuốc mặc dù là không có chống chỉ định với thuốc đó. Thì mình thấy là cái tỷ lệ với cái nhóm ức chế men chuyển hay là chạy thụ thể là gần 40%. Cái tỷ lệ này đối với lại acne, tức là cái sacubitril valsartan, nó lên tới 86%. Hay là đối với chạy beta đó, nó khoảng 40%. Tức là bác sĩ của mình đó, rõ ràng là mình làm không có đúng cái chức trách của mình. Và những người mà được dùng đó, thì thường được dùng với cái liều không đủ. Trên những cái vòng tròn này đó, các anh chị lưu ý cái khoảng màu đỏ, nó cho chúng ta biết là cái tỷ lệ dùng dưới 50% của cái liều đích. Thì ở đây các anh chị thấy là những bệnh nhân mà được dùng ức chế men chuyển hay là chạy thụ thể thì cái tỷ lệ mà dùng thấp hơn 50% rất là cao, hơn 60%. Tương tự như vậy đối với acne hay là đối với chạy beta cũng vậy, rất là nhiều bệnh nhân được dùng cái liều không đúng với cái liều khuyến cáo. Và tại sao chúng ta lại quan tâm đến điều này? Rất là nhiều nghiên cứu người ta đã chứng minh là khi mà chúng ta xài thuốc điều trị suy tim càng gần với liều đích á, thì cái tiên lượng của bệnh nhân càng tốt. Ở đây tôi xin dẫn là một cái nghiên cứu thôi, là nghiên cứu Asian SF Registry, người ta làm ở châu Á. Và người ta ghi nhận là cái tử vong do mọi nguyên nhân hay là nhập viện vì suy tim á, nếu chúng ta dùng những cái thuốc như là ức chế men chuyển, chạy thụ thể, chạy beta hay là kháng aldosterone, dùng càng gần với liều đích thì những cái biến cố này nó càng giảm rõ. Phần cuối của bài báo cáo thì tôi xin nói thoáng qua về hai cái thuốc có thể nói là cái triển vọng mới trong điều trị suy tim năm 2020 hay là bước qua năm 2021. Thứ nhất là cái vericiguat. Thì cái vericiguat nó là một cái thuốc có tác dụng là nó hoạt hóa cái enzyme guanidate cyclase hòa tan. Và qua đó, nó sẽ làm tăng cái nồng độ của GMP vòng bên trong tế bào nội mô mạch máu. Và nhờ cái tác dụng này, đó nó sẽ giúp cải thiện cái chức năng của co bóp của cơ tim và nó chống lại cái hiện tượng giãn mạch. Thì trong năm 2020, có một nghiên cứu, tức là nghiên cứu Victoria được công bố. Nghiên cứu này, đó người ta làm trên hơn 5.000 bệnh nhân suy tim mạng có phân xuất tố máu dưới 45%, và có tăng cái peptide binatri niệu. Ở đây người ta lấy cái mốc tùy theo cái nhịp xoang á, thì cái mốc nó thấp hơn so với rung nhĩ. Bệnh nhân được phân ngẫu nhiên cho dùng cái vericiguat với cái liều đích là 10mg mỗi ngày hoặc là placebo. Và người ta đánh giá dựa vào cái biến cố là chết do nguyên nhân tim mạch hay là nhập viện vì suy tim. Thì kết quả nghiên cứu này đó, nó cho thấy rằng cái điều trị bằng vericiguat đó, nó giúp giảm 10% có ý nghĩa thống kê cái biến cố thuộc tiêu chí giá chính. Tuy nhiên cũng phải nói rõ là trong nghiên cứu này đó, thì cái tử vong do nguyên nhân tim mạch hay là tử vong do mọi nguyên nhân của hai nhóm thì nó không khác biệt.
Một cái phân tử thứ hai cũng mang lại cái niềm hy vọng cho y giới, đó là cái thuốc tên là omecamtiv mecarbil. Đây là một cái thuốc nó làm hoạt hóa chọn lọc cái sợi myosin. Chúng ta biết là để có hiện tượng co cơ tim xảy ra đó, thì cái sợi myosin nó phải gắn kết với lại cái sợi actin qua những cái cầu. Khi chúng ta dùng cái omecamtiv mecarbil thì cái số lượng cầu nối kết giữa những cái sợi actin và sợi myosin nó tăng lên. Mình cứ hình dung giống như là một đôi tay kéo dây thần thì nó sẽ kéo yếu hơn là chúng ta nhiều đôi tay cùng súng vào kéo cái dây thần thì nó sẽ kéo mạnh hơn. Thì cái đó là cái cơ chế tác dụng của cái thuốc omecamtiv mecarbil. Cuối năm 2020 vừa rồi đó, thì người ta có công bố một nghiên cứu, tức là nghiên cứu Galactic SF. Nghiên cứu này nó là một cái thử nghiệm lâm sàng phân nhóm ngẫu nhiên. Người ta làm trên hơn 8.200 người bệnh suy tim mạng, NIHA từ 2 đến 4, phần số tuần máu thì dưới hoặc bằng 35%, và đang điều trị nội khoa, đang điều trị nội trú, hoặc là đã từng khám cấp cứu hay là nhập viện vì suy tim trong vòng một năm trước. Có một số cái tiêu chuẩn loại trừ như là tình trạng huyết động hay là lâm sàng không ổn định, khiến phải hỗ trợ tuần hoàn cơ học hay là dùng thuốc đường tĩnh mạch, rồi huyết áp tâm thu dưới 85, lọc cầu thận dưới 20, hội chứng mạch vành cấp hay là thủ thuật tim mới. Thì bệnh nhân người ta mới phân ngẫu nhiên vào hai nhóm. Một nhóm thì cho dùng cái omecamtiv mecarbil liều 25-50x2 mỗi ngày. Nhóm thứ hai thì dùng placebo, theo dõi trung vị là gần 22 tháng. Và người ta đánh giá dựa vào cái biến cố gọi là biến cố suy tim, tức là nhập viện hay là khám cấp cứu về suy tim hay là chết do nguyên nhân tim mạch. Thì cái kết quả nghiên cứu Galactic SF này đó, nó cho thấy rằng cái omecamtiv mecarbil nó giúp giảm 8%. Cái mức giảm thì nhỏ thôi, nhưng mà có ý nghĩa thống kê cái biến cố thuộc tiêu chí giá chính. Tuy nhiên, tử vong tim mạch cũng như là tử vong do mọi nguyên nhân thì các đồng nghiệp thấy là thuốc nó không giảm so với placebo. Và người ta cũng thấy là cái chất lượng sống đánh giá bằng cái thang điểm KCCQ sau 24 tuần thì nó không khác biệt giữa hai nhóm. Tức là cái kết quả của nghiên cứu này nó không có ngoạn mục như là cái nghiên cứu DAPA SF hay là những nghiên cứu với cái ACNI mà chúng ta đã thấy khi nãy. Thì nhà vậy có thể tóm tắt cái bài báo cáo trong một cái số cái ý chính như vậy. Chúng ta thấy là những cái thuốc cải thiện tiên lượng của người bệnh đó chính là những cái trụ cột không thể thiếu trong điều trị suy tim với phân số tuần máu giảm, trừ khi nào bệnh nhân có chống chỉ định hay là không dung nạp thuốc đó. Thì những cái trụ cột đó là gì? Thứ nhất là ức chế men chuyển, là chặn thụ thể. Thứ hai là ACNI. Thứ ba là chặn beta. Thứ tư là kháng aldosterone. Và thứ năm là ức chế GT2. Và cũng xin nhấn mạnh một cái ý, đó là ACNI đó thì chúng ta có thể dùng thay cho ức chế men chuyển khi bệnh nhân vẫn còn triệu chứng, hoặc là chúng ta cũng có thể dùng ngay từ đầu luôn. Cái điều này đã được chứng minh trong cái nghiên cứu Pioneer SF mà tôi đã trình bày khi nãy. Trong lúc điều trị đó thì chúng ta phải cố gắng đạt được liều đích của các thuốc cải thiện tiên lượng. Càng gần với liều đích thì tiên lượng bệnh nhân càng tốt. Cái liều lợi tiểu quay thì chúng ta sẽ gia giảm tùy mức độ ứ dịch. Các đồng nghiệp đừng quên là chúng ta xem xét CRT nếu bệnh nhân có nhịp xoang và QRS lớn hoặc bằng 130 ms. Và hiện nay thì chúng ta có một số triển vọng mới, mặc dù có lẽ là cái kết quả thì không được ngoạn mục lắm, nhưng cũng có thể là xem là triển vọng mới, đó là cái Vericiguat cũng như là cái omecamtiv mecarbil trong điều trị suy tim với phân số tuần máu giảm. Xin cảm ơn sự chú ý của quý đồng nghiệp. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Quỳnh Quang Trí đã trình bày chủ đề về tối ưu trong vấn đề chúng ta điều trị suy tim phân suất tống máu giảm. Thưa các bạn, rõ ràng là suy tim phân suất tống máu giảm là một tình trạng bệnh rất là trầm trọng. Chúng ta thấy tỷ lệ tử vong sau 5 năm cũng còn rất là cao. Nhưng mà những nghiên cứu mà chúng ta thấy nó liên tục và được công bố, nó đã cải thiện rất nhiều cái tiên lượng của những bệnh nhân suy tim với phân suất tống máu giảm. Cụ thể như những thập niên 1990, chúng ta thấy có thuốc ức chế men chuyển, thức chặn thụ thể, angiotensin đã giúp cho chúng ta có một phương tiện điều trị rất nhiều. Và thập niên năm 2000 chúng ta có beta blocker, và sau đó thập niên 2010 đó là thuốc Anderson antagonist, xong rồi chúng ta đặc biệt là có thuốc ACNI giúp chúng ta cải thiện rất là nhiều trong vấn đề điều trị suy tim. Và bước sang một cái thập niên mới 2020 trở về đi thì chúng ta lại có thêm
những cái thuốc khác, ví dụ như thuốc ức chế SGLT2 cũng như là những cái thuốc mới sắp được phát hiện nữa. Như vậy dù có tiên lượng đang xấu bây giờ như vậy, nhưng mà suy tim với phân suất tông máu giảm vẫn có rất nhiều triển vọng để chúng ta có thể điều trị, chúng ta có thể tối ưu hóa vấn đề điều trị chúng ta và giúp cho bệnh nhân rất là nhiều. Ngược lại thì với cái suy tim phân suất tông máu bảo tồn thì chúng ta vẫn còn rất là nhiều thách thức, đặc biệt là thách thức trong vấn đề điều trị. Đầu tiên thì chúng ta sẽ gặp những thách thức về trong vấn đề chẩn đoán, sau rồi những cái thách thức về mặt vấn đề điều trị, có cải thiện được tiên lượng của những bệnh nhân mà bị suy tim với phân suất tông máu bảo tồn hay không. Thì đó chính là cái nội dung mà chúng ta sắp được tiến sĩ Hoàng Văn Sĩ đến từ bộ môn nội của Đại học Khoa Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ cùng chúng ta qua chủ đề những hiểu biết mới nhất về suy tim phân suất tông máu bảo tồn. Xin mời tiến sĩ Hoàng Văn Sĩ. Dạ, kính thưa giáo sư tiến sĩ Trung Quang Bình, phó giáo sư tiến sĩ Hồ Huỳnh Quang Trí cùng tất cả quý thầy cô và quý đồng nghiệp đang theo dõi diễn đàn trực tuyến NTCF buổi chiều ngày hôm nay. Thì như giáo sư Trung Quang Bình đã giới thiệu, nếu như suy tim phân suất tông máu thất trái bảo tồn, chúng ta đã có những cái nghiên cứu chứng minh được vai trò của các thuốc giảm được các cái tiêu chí cứng cũng như là tỷ lệ bệnh nhân nhập viện vì suy tim. Thì đối với suy tim phân suất tông máu thất trái bảo tồn còn là một cái thách thức trong chẩn đoán và trong điều trị. Như vậy 2021 chúng ta sẽ có những cái dữ liệu nào để chúng ta có thể giải được cái bài toán này về vấn đề chẩn đoán và vấn đề điều trị? Thì qua cái chủ đề này tôi cũng xin trao đổi với quý đồng nghiệp và những cái thông tin liên quan đến cái chủ đề về suy tim phân suất tông máu thất trái bảo tồn. Như vậy chúng ta cũng đã biết rằng là đối với suy tim phân suất tông máu thất trái bảo tồn thì chiếm một tỷ lệ đáng kể trong thực hành lâm sàng. Nếu như trong dân số chung chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ bị suy tim phân suất tông máu thất trái bảo tồn từ 1,1 cho tới 5,5%, thì cái tỷ lệ này chúng ta thấy rằng là chiếm tới một nửa trên những trường hợp bệnh nhân được chẩn đoán là suy tim. Và hậu quả như thế nào chúng ta cũng thấy rằng là tổng trong cái phân tích, khi họ phân tích hai cái nghiên cứu là nghiên cứu Paradigm-HF trên đối tượng suy tim phân suất tông máu thất trái bảo tồn và nghiên cứu Paragon-HF trên cái đối tượng bệnh nhân suy tim, Paradigm-HF trên đối tượng bệnh nhân suy tim phân suất tông máu thất trái giảm, và Paragon-HF là trên đối tượng bệnh nhân suy tim phân suất tông máu thất trái giảm bảo tồn. Thì chúng ta thấy rằng là cái tổng điểm đánh giá về cái sức khỏe của bệnh nhân chúng ta thấy rằng là tương tự nhau, nghĩa rằng là ngay cả bệnh nhân được chẩn đoán là suy tim phân suất máu thất trái bảo tồn cũng có việc suy giảm cái sức khỏe trong đời sống hàng ngày tương tự như là một cái suy tim phân suất máu thất trái giảm. Và về cái hậu quả chúng ta thấy rằng là khi chúng ta đánh giá về cái tỷ lệ tái nhập viện do suy tim hoặc do các biến cố tim mạch khác cũng như là tỷ lệ tái nhập viện do mọi nguyên nhân ở bệnh nhân suy tim có EF bảo tồn, thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ cũng không thua kém gì so với trường hợp suy tim có EF giảm. Chúng ta thấy tỷ lệ tái nhập viện trong vòng 30 ngày, trong vòng 1 năm hoặc trong vòng 5 năm, chúng ta thấy từ 10%, 37% và 40%, và do mọi nguyên nhân chúng ta thấy cũng từ 21, 63 và 84% lần lượt ở các thời điểm 1 tháng, 1 năm và 5 năm. Điều đó chúng ta thấy rằng là đó là một cái gánh nặng không chỉ chúng ta thấy rằng là cho bản thân bệnh nhân cũng như cho vấn đề xã hội. Như vậy những đối tượng nào chúng ta thấy rằng là chúng ta chẩn đoán là một cái suy tim phân suất tông máu thất trái chăm sóc bảo tồn, thì đây là cái tiêu chuẩn chúng ta thấy rằng là họ chẩn đoán và định nghĩa suy tim phân suất tông máu thất trái bảo tồn theo Hội tim châu Âu. Chúng ta thấy theo Hội tim châu Âu chia thành 3 nhóm: suy tim chúng ta thấy EF giảm, suy tim EF bảo tồn, và cái nhóm ở giữa chúng ta thấy là suy tim EF trung gian ở đây. Thì đối với suy tim EF bảo tồn, chúng ta thấy ở đây là bệnh nhân được chẩn đoán khi có triệu chứng hoặc là dấu hiệu của suy tim kèm theo EF thất trái từ 50% trở lên, và chúng ta thấy rằng là có tăng cái peptide lợi niệu, và ít nhất chúng ta thấy một cái tiêu chuẩn kèm theo đó là có sự gì liên quan đến cái thay đổi cấu trúc tại tim, có hiện tượng phì đại thất trái và hoặc lớn nhĩ trái, hoặc có rối loạn chức năng tâm trương của thất trái. Và về kiểu hình trên siêu âm tim thì chúng ta thấy giữa suy tim EF bảo tồn và suy tim EF giảm nó có những cái kiểu hình đặc điểm khác nhau trên siêu âm tim. Nếu như chúng ta thấy suy tim EF giảm, chúng ta thấy thường bệnh nhân có dày lật tâm thất trái, thì đối với EF bảo tồn chúng ta thấy có dày đồng tâm, có rối loạn chức năng tâm trương, và đương nhiên chúng ta thấy khi chúng ta
đo phân suất tố mốt thất trái thì EF nằm trong giới hạn bảo tồn như tôi vừa rồi đã trình bày theo cái tiêu chuẩn của ESC. Và một trong những cái điểm mà chúng ta thấy khó khăn trong lâm sàng là phần lớn những trường hợp suy tim EF bảo tồn lại bị bỏ sót trong cái vấn đề kiểm tra sức khỏe cũng như thăm khám ở ngoài chuyên khoa tim mạch. Chúng ta thấy là đây là một cái vấn đề chúng ta thấy cần là quan tâm. Và họ thống kê tới 76% những bệnh nhân cao tuổi bị bỏ sót cái chẩn đoán là suy tim phân suất tố máu thất trái bảo tồn. Qua một cái tầm soát chúng ta thấy cắt ngang trên những bệnh nhân khám vì khó thở khi gắng sức trong cái vấn đề khám sức khỏe ban đầu, hơn 585 những trường hợp bệnh nhân tham gia trong cái khảo sát này. Một cái khó khăn tiếp theo chúng ta thấy rằng là một cái suy tim phân suất bảo tồn thường chúng ta thấy nằm trong một cái bối cảnh, một cái hội chứng lâm sàng phức tạp, phối hợp nhiều bệnh lý khác nhau. Chúng ta thấy ở đây, từ chúng ta thấy rằng là nhiều cái cơ chế khác nhau, từ rối loạn chức năng tâm trương, chức năng tâm thu, những bất thường chúng ta thấy về chức năng nội mạch, cũng như là chúng ta thấy về vấn đề giãn mạch, hay là rối loạn chức năng thất phải, cũng như là các cái bệnh lý khác kèm theo như bệnh cơ tim sơ hóa vân vân. Chính vì những cái đặc điểm của bệnh nhân chúng ta thấy rằng là không đồng nhất, và chúng ta thấy rằng có nhiều các cái cơ quan liên hệ chúng ta thấy cùng tác động lại, và những cái cơ chế bệnh sinh khác nhau chúng ta thấy rằng là nó thể hiện một cái tính đa hình chúng ta thấy trong cái bệnh cảnh suy tim phân suất tố máu thất bảo tồn, làm cho cái việc chẩn đoán suy tim phân suất tố máu thất tái bảo tồn thường bị bỏ sót, và chúng ta thấy thường là gặp khó khăn bởi thường chúng ta thấy rằng thiếu cái tiêu chuẩn vàng cho một cái nhóm bệnh đồng nhất, bởi vì chúng ta thấy nhiều những cái đối tượng bệnh nhân khác nhau. Chính vì thế một cái thách thức trong vấn đề chẩn đoán suy tim EF bảo tồn vẫn còn được bàn luận rất nhiều. Và một cái đặc điểm tiếp theo của một cái suy tim EF bảo tồn chúng ta thấy rằng là đó là những cái bệnh lệnh đồng mắc. Đây là một cái phân tích chúng ta thấy trên những bệnh nhân suy tim có EF bảo tồn, chúng ta thấy ở các cái giới nam và nữ khác nhau. Chúng ta thấy ở đây màu xanh nhạt tức là chúng ta thấy ở nam giới, và màu xanh đậm tức là ở nữ giới. Chúng ta thấy rằng là rất nhiều những bệnh lý khác kèm theo trên một bệnh nhân được chẩn đoán là suy tim EF bảo tồn, và người ta ghi nhận rằng chúng ta thấy rằng 42-58% những bệnh nhân được chẩn đoán là suy tim EF bảo tồn có ít nhất 5 bệnh lý khác đi kèm. Điều lên cho thấy rằng là cái vấn đề, cái bức tranh lâm sàng, cái bối cảnh lâm sàng để chúng ta nghĩ tới một bệnh nhân có suy tim EF bảo tồn thường bị che lấp bởi những cái bệnh lý khác đi kèm của một bệnh nhân mà chúng ta tiếp cận để chúng ta chẩn đoán. Trong một cái nghiên cứu sổ bộ tại Squaredis ở đây, chúng ta thấy trên những bệnh nhân chúng ta thấy rằng là nữ giới tăng huyết áp lớn tuổi có kèm theo rung nhĩ, thì người ta thấy rằng là bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhân nữ giới và bệnh nhân rung nhĩ là những cái đối tượng chúng ta thấy thường gặp trên những bệnh nhân suy tim EF bảo tồn hơn là cái nhóm chúng ta thấy rằng là suy tim EF giảm. Và chúng ta thấy rằng là cũng có một cái mối liên quan giữa tình trạng béo phì với là một cái tình trạng suy tim được chẩn đoán là EF bảo tồn. Chúng ta thấy rằng trong cái mối liên quan giữa cái áp lực động mạch phổi biết, chúng ta biết rằng là suy tim EF bảo tồn chúng ta thấy thường có sự gia tăng áp lực độ đầy thất, và chúng ta thấy rằng là ở những bệnh nhân béo phì thì có sự gia tăng tuyến tính giữa cái áp lực động mạch phổi biết, chúng ta thấy rằng là với cái thể tích của huyết tương ở đây, cũng như chúng ta thấy rằng có sự gia tăng giữa cái tỷ lệ chúng ta thấy rằng là cái áp lực của nhĩ trái chưa áp lực động mạch phổi biết, với là chúng ta thấy rằng là với cái cân nặng của đối tượng bệnh nhân béo phì hoặc không béo phì ở đây, chúng ta thấy trên bệnh nhân béo phì thì cái tỷ lệ này cao hơn so với những trường hợp bệnh nhân không béo phì. Điều này cho thấy rằng là ở cái đối tượng bệnh nhân béo phì thì chúng ta thấy rằng là có liên quan tới cái nguy cơ bệnh nhân bị suy tim EF bảo tồn. Một cái phân tích 2013 trong nghiên cứu sổ bộ, chúng ta thấy ASEAN-HF, chúng ta thấy khoảng 7.000 người châu Á được chẩn đoán là suy tim giai đoạn C ở đây. Thì đối với chúng ta thấy rằng những cái bệnh đồng mắc trong một cái suy tim, trong cái nghiên cứu này chúng ta thấy rằng là có 3 cái kiểu hình nổi bật. Thấy là kiểu hình thứ nhất là trên những bệnh nhân lớn tuổi kèm theo rung nhĩ, thì trên những đối tượng này người thấy rằng có một cái tỷ lệ cao bệnh nhân có tiền căn đột quỵ, nhưng đặc biệt là chúng ta thấy rằng lại thường gặp một cái suy tim EF bảo tồn hơn, và cái kiểu hình chúng ta thấy trên suy tim là một cái tái định dạng đồng
tâm. Trên cái đối tượng chuyển hóa, chúng ta thấy cũng tương tự, cái tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp và béo phì cũng chiếm một tần suất cao, và cũng thường là một cái suy tim ơ ép bảo tồn với tái định dạng là đồng tâm. Và một cái đặc điểm thứ ba là trên những bệnh nhân đái tháo đường ở châu Á thường là những người gầy. Và trên thế này, trên những bệnh nhân này BMI chúng ta thấy là thấp, và một cái tỷ lệ mà cũng quan tâm đó là một tỷ lệ cao bệnh nhân suy tim là ơ ép bảo tồn với một cái phì đại chúng ta thấy rằng là đồng tâm. Và chúng ta thấy rằng là trên những cái đối tượng này lại có một cái tiên lượng xấu, chúng ta thấy là cũng như là một cái chất lượng sống chúng ta thấy kém hơn. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái kiểu hình của một bệnh nhân suy tim, một cái khảo sát tại châu Á của chúng ta cũng nổi bật lên, chúng ta thấy rằng là một cái suy tim ơ ép bảo tồn. Và một cái đặc điểm là trên những bệnh nhân trẻ ở châu Á chúng ta, người ta lại ghi nhận rằng là nam giới, chúng ta thấy rằng nam giới ở đây béo phì chúng ta thấy được xem là những cái yếu tố chúng ta thấy làm tăng cái nguy cơ bệnh nhân suy tim ơ ép bảo tồn. Điều này nó hơi khác so với cái nghiên cứu sổ bộ tại Swedish, chúng ta thấy thường chúng ta thấy là ở nữ giới và béo phì. Và chúng ta thấy trên cái kiểu hình và chúng ta thấy về phì đại thất trái, chúng ta thấy trên cái nhóm trẻ dưới 55 tuổi ở đây cũng thường là chúng ta thấy rằng là cái kiểu tái định dạng hoặc là phì đại đồng tâm chúng ta thấy hơn là trường hợp chúng ta thấy rằng là tâm trong cái nghiên cứu này. Và một cái cản trở thứ hai là tại sao chúng ta khó chẩn đoán một cái suy tim ơ ép bảo tồn, chính là cái triệu chứng của một bệnh nhân được chẩn bệnh nhân suy tim ơ ép bảo tồn nó cũng tương tự như những trường hợp chúng ta thấy rằng là suy tim ơ ép giảm, là cái đường màu sập ở đây. Chúng ta thấy rằng là những cái triệu chứng khó thở chúng ta thấy ở đây, hoặc khó thở khi nằm chúng ta thấy là cũng tương tự nhau. Tuy nhiên chúng ta thấy người ta ghi nhận rằng trong trường hợp suy tim ơ ép bảo tồn thì chúng ta thấy rằng là bệnh nhân ít khó thở kiệt tác về đêm hơn, cái tỷ lệ bệnh nhân phù phổi cấp thì ít hơn. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng các cái dấu hiệu khác khi chúng ta thăm khám lâm sàng cũng có thể tương tự, như là cái ran ở phổi, tĩnh mạch cổ nội. Ở đây chúng ta thấy ngoại trừ chúng ta thấy rằng là phù mắt cá chân thì ở bệnh nhân suy tim ơ ép bảo tồn là chiếm tỷ lệ cao hơn. Trong khi đó chúng ta thấy rằng là tràn dịch màng phổi hoặc là tiếng tim thứ ba thì gặp ở suy tim ơ ép giảm nhiều hơn là ơ ép bảo tồn. Thế như vậy chúng ta thấy có những cái khó khăn về lâm sàng, về dấu hiệu, về triệu chứng. Thì chính vì thế chúng ta thấy rằng là cũng đưa ra, người ta cũng đưa ra các cái thang điểm để chúng ta đánh giá cái nguy cơ hay cái khả năng bệnh nhân bị một cái suy tim ơ ép bảo tồn. Thì ở đây tôi xin trình bày hai cái thang điểm. Thứ nhất chúng ta thấy rằng là cái thang điểm H2, chúng ta thấy F mà VEF ở đây. Trong cái thang điểm này chúng ta thấy rằng là họ dựa vào các cái tiêu chí, chúng ta thấy là về cái cân nặng, tăng huyết áp, rung nhĩ, tăng áp phổi, lớn tuổi, chúng ta thấy cũng như áp lực độ đầy, chúng ta thấy trên siêu âm tim để được ta ra đưa ra cái thang điểm chúng ta thấy ở đây. Và cái điểm chúng ta thấy tổng cộng lớn nhất chúng ta thấy rằng là 9 điểm. Thì thực ra chúng ta thấy rằng là trong cái thang điểm này họ đã có những cái đánh giá, những cái kiểm định để lấy được cái giá trị hay cái vai trò của cái thang điểm này trong vấn đề chẩn đoán hay tiên lượng một cái suy tim, nguy cơ suy tim mới bảo tồn. Và kết quả đã cho thấy rằng chúng ta thấy là cái thang điểm này có một cái giá trị phân biệt rất tốt, một cái suy tim ơ ép bảo tồn với cái nhóm chứng với cái AUC chúng ta thấy là 0.84. và chúng ta thấy rằng là cái kết luận trong cái phân tích này người ta cho thấy rằng là cái phân biệt nó tốt hơn so với cái tiêu chuẩn trong cái khuyến cáo của ESC 2016 chúng ta thấy ở đây, cũng như chúng ta thấy 2007 khi chúng ta dựa vào các cái tiêu chí để chúng ta chẩn đoán ước lượng một bệnh nhân suy tim ơ ép bảo tồn. Một cái thang điểm thứ hai đó là thang điểm ESC HFA, chúng ta thấy BFF ở đây. Trong cái thời điểm này chúng ta thấy rằng là họ đưa tới 4 cái bước để chúng ta thấy rằng là chúng ta thiết lập lên một đánh giá tiên lượng một cái nguy cơ bệnh nhân suy tim ơ ép bảo tồn. Chúng ta thấy đầu tiên chúng ta thấy có những công việc để chúng ta đánh giá trên lâm sàng, chúng ta thấy dựa vào những cái triệu chứng, những cái dấu hiệu, những cái xét nghiệm chúng ta thấy kết quả trên siêu âm tim chuẩn cũng như là những cái phép tích lợi niệu. Và sau đó chúng ta làm cái bước thứ hai là chúng ta chẩn đoán, là chúng ta sẽ dựa chủ yếu vào siêu âm tim cũng như là cái điểm và NT-proBNP hay là BNP ở đây. Và cái bước thứ ba là chúng ta thấy chúng ta có thể làm một số những cái xét nghiệm cao cấp hơn như là siêu âm tim gắng sức để chúng ta chẩn đoán, hoặc là thăm dò, tức là thông tin để chúng ta chẩn đoán. Và cuối cùng là cái bước cuối cùng là chúng ta tìm nguyên nhân. Như vậy chúng ta thấy trong cái thang điểm này họ đưa ra những cái tiêu chí chính và những tiêu chí phụ dựa vào hai cái thông số chính, tức là dựa trên siêu âm tim và dựa trên là cái NT-proBNP. Chúng ta thấy trên hai cái nhóm là nhịp xoang hoặc là rung nhĩ ở đây. Và chúng ta thấy nếu mà từ 5 điểm trở lên thì chúng ta thấy rằng cái ca này khả năng rất cao được chẩn đoán là một suy tim ơ ép bảo tồn. Thì đó là những cái khắc phục để chúng ta có thể tiên lượng một bệnh
bệnh nhân có hay không có một cái suy tim ép bảo tồn. Còn về điều trị thì chúng ta thấy rằng là khác với một cái suy tim ép giảm, chúng ta có những cái điều trị đã được xác định, đã được khuyến cáo rất rõ ràng. Thì đối với suy tim ef bảo tồn, chúng ta thấy còn những cái khoảng trống, những cái mảnh ghép rất còn nhiều trong vấn đề điều trị suy tim. Thì đối với khuyến cáo của SAACC 2017, chúng ta thấy trong vấn đề khuyến cáo về điều trị suy tim ef bảo tồn, chủ yếu là chúng ta thấy tập trung trong vấn đề kiểm soát triệu chứng, chúng ta thấy cũng như là các cái yếu tố nguy cơ cũng như là các bất lợi đồng mắt. Chúng ta thấy các cái thuốc được khuyến cáo trong vấn đề điều trị suy tim ef bảo tồn như là ức chế thụ thể angiotensin hoặc là lợn tiểu kháng aldosterone, chúng ta thấy ở đây là class 2B, nghĩa là chúng ta thấy rằng class 2B cái lợi của nó có lẽ là ít hơn là những cái gì, những cái hại mà nó mang lại. Tức là chúng ta thấy rằng là cái chỉ định của nó còn chưa được mặt mà chưa được khuyến cáo rõ ràng trong thực hành lâm sàng. Thì vậy chúng ta thấy rằng là đối với suy tim ef bảo tồn, chúng ta thấy rằng chúng ta chưa có đủ nhiều cái bằng chứng để củng cố cho vấn đề điều trị. Từ chúng ta thấy là từ những cái triệu chứng, chúng ta thấy rằng là đây những cái triệu chứng khi bệnh nhân có tình trạng sung huyết, thì chúng ta thấy rằng là có lẽ lợi tiểu vẫn là cái thuốc để chúng ta thấy rằng là chúng ta được chọn lựa để chúng ta cải thiện sung huyết, cải thiện triệu chứng cho bệnh nhân. Đây là những cái biểu hiện trên lâm sàng. Và thực sự ra chúng ta thấy rằng những cái thuốc khác chúng ta chưa có đủ bằng chứng, như chạy beta, thuốc kháng thụ thể, mineralocorticoid về vấn đề cải thiện trên những triệu chứng cho những bệnh nhân này. Và ngay cả chúng ta thấy rằng là thuốc kháng thụ thể angiotensin, chúng ta thấy là cũng chưa có những bằng chứng mạnh. Mặc dù chúng ta thấy rằng là candesartan, chúng ta thấy rằng là trong một cái nghiên cứu là chúng ta thấy rằng là có thể giảm được cái mức độ là nihe, tức là cái triệu chứng cơ năng trong vấn đề suy tim cho bệnh nhân. Về cái tiêu chí, chúng ta thấy rằng là nhập viện vì vấn đề suy tim trên cái đối tượng bệnh nhân suy tim ef bảo tồn này, chúng ta thấy rằng là hầu như chúng ta thấy rằng là phần lớn chúng ta cũng chưa có những cái bằng chứng, ngoại trừ chúng ta thấy labiprolol, chúng ta thấy một thuốc chặn beta trong công trình nghiên cứu xây nhơ, chúng ta thấy rằng là chúng ta thấy rằng là có, chúng ta thấy rằng phần nào chúng ta thấy rằng có lợi trong vấn đề chúng ta thấy cải thiện được cái tỷ lệ nhập viện về vấn đề suy tim. Bên cạnh chúng ta thấy rằng là những cái thuốc khác chúng ta thấy chưa có những cái bằng chứng nhất quán. Còn về cái tiêu chí, chúng ta thấy rằng là tử vong trên những bệnh nhân suy tim ef bảo tồn, thì chúng ta thấy hầu như chúng ta thấy rằng là chưa có một cái nghiên cứu nào, ngoại trừ chúng ta thấy xây nhơ như tôi nói ở trên, là chúng ta thấy cho thấy một cái lợi ích rõ ràng trong vấn đề cải thiện tỷ lệ tử vong trên những cái đối tượng bệnh nhân này. Thì đây chúng ta thấy một cái phân tích tổng hợp lại, chúng ta thấy các cái công trình nghiên cứu liên quan tới các thuốc mà chúng ta đã được chứng minh cải thiện, chúng ta thấy hoặc có lợi về mặt triệu chứng hoặc về các kết cục, chúng ta thấy trong suy tim ef giảm, nhưng đối với ef bảo tồn, chúng ta thấy rằng là chúng ta thấy kết quả cho thấy rằng là chưa thấy gì có lợi. Ngay cả digoxin, chúng ta thấy candesartan ức chế thụ thể hoặc ức chế men chuyển venodobril, chúng ta thấy hoặc là lợi tiểu kháng aldosterone, chúng ta thấy sự khác biệt về mặt thống kê, chúng ta thấy đều không có như vậy. Thì cũng có một số những cái lý do người ta giải thích là tại sao những cái thuốc này lại không có lợi trên những bệnh nhân suy tim ef bảo tồn. Có thể chúng ta thấy rằng là một cái thiết kế, chúng ta thấy rằng là chưa có tối ưu, tức là chúng ta thấy là cái tiêu chuẩn chọn bệnh chưa thực sự là một đối tượng chúng ta thuần là một cái suy tim ef bảo tồn, hoặc là chúng ta thấy cái tiêu chí chúng ta lựa chọn tiêu chí chính như thế nào, hoặc là cái phương thức đánh giá chúng ta thấy rằng là chưa được đầy đủ trong các cái nghiên cứu này. Thì chúng ta thấy rằng là trong công trình nghiên cứu SAM, thì trong công trình nghiên cứu SAM chúng ta thấy rằng họ rút ra một cái kết luận, chúng ta thấy rằng là phân suất tomotic trái càng giảm, thì chúng ta thấy cái tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, hay tử vong tim mạch hay là tử vong liên quan đến suy tim, chúng ta thấy càng cao ở đây. Và bắt đầu có lẽ từ cái ef 45%, có lẽ chúng ta thấy rằng là ở cái giới hạn này, thì có lẽ chúng ta thấy rằng là cái kết cục tim mạch trên những bệnh nhân suy tim, chúng ta thấy rằng có lẽ chúng ta thấy rằng là nó không có về cái ef, có lẽ nó không có giúp ích cho chúng ta dự đoán được cái tử vong do cái tim mạch ở cái ef chúng ta thấy là trên 45%, còn giảm hơn nữa thì chúng ta thấy rằng là nó có lợi hơn. Trong cái công trình nghiên cứu, chúng ta thấy tốt cát một cái phân tích hậu kiểm, chúng ta cũng cho thấy, chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta thấy ef càng giảm thì chúng ta thấy cái lợi ích mang lại của chúng ta thấy của lợi tiểu kháng aldosterone spironolactone, chúng ta thấy nó có lợi. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là ở cái điểm khác, chúng ta thấy rằng là cũng từ chúng ta thấy 45% trở lên trong cái công trình nghiên cứu cốt khác này, thì chúng ta thấy rằng là thấy cái lợi ích chúng ta thấy là có thể chúng ta thấy rằng là từ 45
cái khoảng dao động từ 44 đến 85% ở đây. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là cái kết cục của nó thay đổi, chúng ta thấy tùy thuộc vào cái EF. Tuy nhiên chúng ta thấy như tôi nói là EF càng giảm thì lợi ích nó càng nhiều, và khi EF chúng ta thấy rằng ở cái điểm cắt chúng ta thấy gần như là chúng ta thấy là trên bình thường ở đây, thì hầu như chúng ta thấy spiroloctone cũng không mang lại cái lợi ích. Thế vậy chúng ta thấy là từ 45% chúng ta thấy là trở lên cũng còn là một cái câu hỏi rất lớn trên những bệnh nhân suy tim. Chúng ta thấy rằng là EF ở cái giới hạn này nó có lợi trên cái thuốc có mang lại hay không. Thế như vậy chúng ta thấy rằng một cái cách tiếp cận khác trong vấn đề suy tim EF bảo tồn, người ta hướng tới cách tiếp cận là về vấn đề tim mạch. Thực sự chúng ta thấy gần đây chúng ta thấy rằng là có hai cái nhóm thuốc. Thứ nhất tức là cái nhóm thuốc ức chế cái cân đồng vận sodium gluco, chúng ta thấy và chúng ta sẽ chờ đợi hai công trình nghiên cứu lớn chúng ta thấy liên quan đến cái thuốc này vào năm 2021. Tuy nhiên năm 2020 chúng ta thấy một cách tiếp cận khác, đó là liên quan tới gì, cái nhóm thuốc chúng ta thấy acne, tức là sacubitril phối hợp với samsactan. Chúng ta thấy trong cái vòng xoắn chúng ta thấy liên quan đến cái cơ chế bù trừ thần kinh thể dục, liên quan đến cái kiểu hình suy tim trong thực hành lâm sàng. Tại sao như vậy? Chúng ta thấy rằng là như tôi nói ở trên, cái suy tim EF bảo tồn, chúng ta thấy cái cơ chế bệnh sinh của nó rất phức tạp và thường nó phối hợp nhiều cơ chế khác nhau, từ vấn đề sơ hóa phì đại thất trái, rối loạn chức năng tâm trương lẫn kèm theo cả chức năng tâm thu, cũng như chúng ta thấy rằng là mất cân bằng thần kinh thể dục, cũng như chúng ta thấy rằng là giảm cái độ đàn hồi của cơ tim và tăng gánh tâm trương. Thì chính những cái thay đổi phối hợp như vậy chúng ta thấy rằng nó đưa đến hiện tượng tái cấu trúc và suy giảm chức năng của thất trái tiến triển, và chúng ta thấy rằng là đưa đến một cái suy tim EF bảo tồn. Và chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta đánh giá về cái cơ chế bệnh sinh trong một cái suy tim EF bảo tồn thì chúng ta thấy thường là phức tạp. Bình thường chúng ta thấy ở đây cái ô vuông ở đây chúng ta thấy rằng là nó thể hiện cái công, chúng ta thấy vận hành của tim ở đây chúng ta thấy. Và đây chúng ta thấy rằng là cái áp lực, chúng ta thấy rằng là cuối tâm trương của thất trái và áp lực cuối tâm thu của thất trái. Thì đây là cái đường cong, chúng ta thấy nó biểu diễn cái mối liên quan giữa thể tích và áp lực của thất trái. Bình thường như vậy trong rối loạn chức năng tâm thu, chúng ta thấy rằng ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái áp lực cuối tâm thu ở đây chúng ta thấy nó bị lật, chúng ta thấy đây nó bị lật về bên phải và xuống dưới như vậy, do cái chúng ta thấy rằng cái sức co bóp của thất trái nó bị suy giảm. Tuy nhiên chúng ta thấy trong cái rối loạn chức năng tâm trương thì chúng ta thấy đường cong lục âm trương, chúng ta thấy nó bị lật về phía bên trái và đi lên trên như vậy, nghĩa rằng chúng ta thấy rằng cái áp lực đổ đầy thất trái cần phải nhiều hơn, chúng ta thấy để có thể duy trì được một cái áp lực, một cái cung lượng tim. Thì chúng ta thấy đó là một cái cơ chế bệnh sinh chúng ta thấy khác. Tuy nhiên trong cái cơ chế này người ta thấy rằng trong quá trình diễn tiến thường thì một rối loạn chức năng tâm trương thất trái cũng kèm theo một cái diễn tiến tiềm ẩn, một cái rối loạn chức năng tâm thu thất trái kèm theo. Vì chúng ta thấy rằng là những cái cơ chế bệnh sinh phối hợp cả hai bên, chúng ta thấy vừa EF giảm cái bảo tồn, chúng ta thấy đều có những cái điểm chúng ta thấy rằng là cơ chế bệnh sinh tương đồng về vấn đề thần kinh thể dục cho bệnh nhân. Và ở cái mức độ chúng ta thấy rằng là tế bào, chúng ta thấy có những cái thay đổi ta giải thích về cái cơ chế chúng ta thấy rằng suy tim EF bảo tồn, đó là hiện tượng viêm tế bào nội mô vi mạch. Thì chính cái hiện tượng viêm tế bào nội mô vi mạch này, chúng ta thấy hiện tượng phóng thích ra các cái yếu tố viêm, các cái gốc oxy hóa ở đây chúng ta thấy đưa đến hiện tượng chúng ta thấy rằng là tăng đông quá trình chúng ta thấy sợi hóa ở đây, và đặc biệt chúng ta thấy rằng là có hiện tượng giảm cái cGMP. Vừa rồi tiến sĩ phó giáo sư Huỳnh Văn Nghĩa có nói về một cái thuốc chúng ta thấy cũng liên quan tới cái cơ chế này. Chúng ta thấy khi có hiện tượng giảm như vậy, giảm cái chất, chúng ta thấy là GMP đây đưa đến hiện tượng tăng cái độ cứng, hiện tượng phì đại chúng ta thấy của thất trái cũng như các mạch máu, và chúng ta thấy là đưa đến hiện tượng gia tăng cái áp lực độ đầy và đưa đến một cái biểu hiện, một cái rối loạn chúng ta gọi là rối loạn chức năng tâm trương của thất trái. Đó là cái cơ chế bệnh sinh chúng ta thấy là người ta lý giải trong những cái năm gần đây. Về vấn đề điều trị thì thực sự ra chúng ta thấy rằng hiện tại chúng ta vẫn tuân thủ những công tác điều trị của một cái suy tim EF bảo tồn dựa trên những cái khuyến cáo hiện hành, đó là chúng ta giảm và dự phòng xung huyết phổi cũng như ngoại biên qua vấn đề chúng ta
hạn chế muối nước. Nếu bệnh nhân có triệu chứng sung huyết, chúng ta có thể sử dụng lợi tiểu hoặc ni chát để chúng ta giảm đi cái tiền tải cho bệnh nhân. Và chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể sử dụng các cái thuốc để chúng ta điều hòa thần kinh thể dịch cho bệnh nhân. Và một bên cạnh đó, một cái điều quan trọng là chúng ta tích cực điều trị các cái bệnh lý đồng mắc, trong đó có tăng huyết áp, có đường huyết, dự phòng cũng như điều trị thiếu máu, cũng như bảo tồn chức năng gan, và đặc biệt như tôi nói là chúng ta giảm cân nặng cho bệnh nhân. Và cuối cùng là chúng ta tối ưu chức năng tim của bệnh nhân qua việc chúng ta giữ nhịp tim không quá nhanh và quá chậm. Thì chúng ta thấy nhịp tim ở một trong khoảng sinh lý nhất định, chúng ta thấy rằng là cái cung lượng tim nó là tốt nhất. Như vậy trên cái cơ sở các tiếp cận mới trong năm 2020, chúng ta thấy rằng là theo tiếp cận về cái cơ chế bệnh sinh về thần kinh thể dịch, thì tôi xin trình bày một cái công trình nghiên cứu liên quan đến cái nhóm acne. Đầu tiên chúng ta thấy rằng là cái thiết kế nghiên cứu Paragon HF, chúng ta thấy nó dựa trên những cái cơ sở gì? Đó là cái sự mất cân bằng nội môi thần kinh thể dịch trong cái suy tim EF bảo tồn. Như tôi nói, trong cái suy tim EF bảo tồn có rất nhiều những cái thay đổi, từ vấn đề sơ hóa phì đại, giảm thư giãn, nấp mất cân bằng thần kinh thể dịch, rồi đến những cái rối loạn chức năng tâm trương, tiến triển giảm thư giãn, đổ đầy thất trái, và từ đó chúng ta thấy rằng là đưa đến những cái biểu hiện trên lâm sàng cho bệnh nhân. Và thực sự ra chúng ta thấy rằng là một cái cơ chế bệnh sinh rất thường gặp trong một cái suy tim EF giảm, chúng ta thấy đó là cái sự gia tăng hoặc quá mức ba cái hệ thần kinh thể dịch, đó hệ thần kinh giao cảm, chúng ta thấy hệ renin angiotensin aldosterone, cũng như là cái hệ natchit lợi tiểu, chúng ta biết tích lợi tiểu. Thì chúng ta thấy rằng là trong cái suy tim EF chúng ta thấy là bảo tồn, chúng ta thấy ngoài vấn đề chúng ta thấy chúng ta điều chỉnh cái hệ RAS, qua vấn đề chúng ta sẽ giảm được cái hiện tượng sơ hóa thái cấu trúc tim bằng cái thuốc ức chế hệ thống này, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta tác động lên cái hệ, chúng ta thấy biết tích lợi niệu ở đây, chúng ta cũng giảm được những cái bất lợi chúng ta thấy khi có sự gia tăng quá mức của cái hệ thống này. Và việc phối hợp giữa hai cái thuốc ức chế hệ thống này, đó là ức chế thụ thể angiotensin và sạc tăng, và ức chế nebulizin đó là sacubitril để tăng hoạt tính của NB đây, và người ta hy vọng rằng sẽ làm giảm được cái sự thư giãn của tim cũng như là cải thiện được cái độ đầy thất trái. Thì đầu tiên chúng ta thấy 2012 công trình nghiên cứu VOPI-HF là một cái công trình nghiên cứu pha 2 thôi. Chúng ta thấy trong công trình này họ cũng chia thành hai nhóm. Chúng ta thấy nhóm thứ nhất sử dụng là acne và nhóm thứ hai họ sử dụng là van sạc tăng, là ức chế thụ thể. Và họ đánh giá trên cái tiêu chí chính là gì? Là cái giảm cái nồng độ NT-proBNP tại thời điểm 12 tuần. Và đương nhiên chúng ta thấy trên cái đối tượng là bệnh nhân suy tim EF bảo tồn với EF, chúng ta thấy từ 45% trở lên, kèm theo chúng ta thấy rằng là bệnh nhân có triệu chứng và có tăng cái NT-proBNP. Thì kết quả của Paramount, chúng ta thấy rằng là HF, chúng ta thấy trên cái tiêu chí là cải thiện được NBNP, thì chúng ta thấy acne cải thiện, chúng ta thấy là rất là nhanh, sớm, và chúng ta thấy là đáng kể so với chỉ là van sạc tăng đơn thuần. Chúng ta thấy tại thời điểm chúng ta thấy 4 tuần và 12 tuần, và chúng ta thấy sự khác biệt có nghĩa thống kê. Ngoài ra nó còn cải thiện được kích thước của nhĩ trái, chúng ta thấy nhiều hơn so với là van sạc tăng, cũng như cải thiện được, chúng ta thấy rằng là cái mức độ niha, chúng ta thấy rằng là cải thiện được cái màu xanh nhiều hơn chúng ta thấy khi chúng ta so 12 tuần và lên tới là 36 tuần. Như vậy chúng ta thấy một kết quả, chúng ta thấy rằng là khá là có tín hiệu tốt trong một nghiên cứu pha 3, thì chúng ta thấy, và sau đó chúng ta thấy 2017 thì công trình nghiên cứu Paragon HF là công trình nghiên cứu pha 3, chúng ta thấy ngẫu nhiên mù đôi, cũng thực hiện trên cái đối tượng bệnh nhân suy tim EF bảo tồn. Thì trong cái công trình nghiên cứu này, chúng ta thấy họ đánh giá cái tiêu chí, chúng ta thấy là trên cái tiêu chí là tử vong tim mạch và nhập viện vì vấn đề suy tim, bên cạnh những tiêu chí phụ là đánh giá về cải thiện về triệu chứng lâm sàng cũng như chất lượng cuộc sống và tử vong do mọi nguyên nhân, giữa hai nhóm là nhóm acne và nhóm van sạc tăng đơn thuần. Thì trong nghiên cứu Paragon HF này, chúng ta thấy họ đưa ra những cái lập luận là họ là lựa chọn bệnh nhân chúng ta thấy phù hợp hơn, chúng ta thấy là trong thực hành lâm sàng, tức là chúng ta thấy cái tiêu chuẩn nhận bệnh vào, chúng ta thấy rằng là thực sự là chúng ta thấy rằng bệnh nhân suy tim được chẩn đoán là EF bảo tồn. Tại vì chúng ta thấy ngay cả trong cái những cái top cat ở đây, đó là spironolactone, thì chúng ta thấy rằng cái đối tượng bệnh nhân tương đối là nó đa dạng, chỉ khoảng 1/3 bệnh nhân là thực sự là được chẩn đoán là suy tim EF bảo tồn mà thôi. Trong khi đó trong những Paragon HF, chúng ta thấy cái tiêu chuẩn nhận vào chúng ta thấy rất là cụ thể, để chúng ta
ta chẩn đoán xác định đây là một cái suy tim EF bảo tồn. Thì đây là những cái tiêu chuẩn nhận vào, chúng ta thấy rằng EF từ 45% trở lên trên 50 tuổi và có những cái triệu chứng và những cái tiêu chuẩn khác để chúng ta chẩn đoán là suy tim EF bảo tồn. Và một cái đặc điểm chúng ta thấy là quá hay trong nghiên cứu này đó là nó bao phủ hầu hết. Chúng ta thấy những cái đặc điểm của một cái bệnh nhân suy tim EF bảo tồn trong thực hành lâm sàng, từ cái tuổi giới chúng ta thấy rằng là tới vấn đề tiền căn bệnh và tới những cái điều trị cơ bản mà bệnh nhân đang điều trị. Và kết quả trong cái nghiên cứu Paragon HS đã cho thấy rằng là trong cái nhóm acne, chúng ta thấy rằng có vẻ chúng ta thấy rằng là các cái tiêu chí chính thì nó thấp hơn trong so với nhóm van sạc tăng. Tuy nhiên về phương diện thống kê, chúng ta thấy rằng là sự khác biệt không có ý nghĩa trên phương diện thống kê. Và trên các tiêu chí phụ, chúng ta thấy rằng là trong cái nhóm acne chúng ta thấy có cải thiện được, chúng ta thấy rằng là cái mức độ suy tim chức năng theo NIHA, cũng như chúng ta thấy cải thiện được, chúng ta thấy cái thang điểm đánh giá chất lượng cuộc sống của Kansas City, chúng ta thấy hơn 5 điểm, chúng ta thấy sự khác biệt của thống kê, cũng như chúng ta thấy các cái biến cố lên thận chúng ta thấy có vẻ thấp hơn, thực sự là thấp hơn trong cái phân tích này, chúng ta thấy 1,4% so với 27%, chúng ta thấy sự khác biệt có ý nghĩa trên phương diện thống kê. Và đặc biệt khi họ phân tích subgroup, chúng ta thấy rằng là ở bệnh nhân giới tính là nữ thì chúng ta thấy rằng là kết quả có lợi, thì chúng ta thấy rõ ràng khác biệt so với là nam giới. Trong cái công trình nghiên cứu chúng ta thấy rằng là Paragon HS này, chúng ta thấy sự khác biệt có ý nghĩa trên phương diện thống kê, cũng như ở cái điểm cắt chúng ta thấy là 57%. Nếu như điểm cắt chúng ta thấy dưới 57%, chúng ta thấy từ 45 cho tới 57%, thì chúng ta thấy rằng là cái sự khác biệt có ý nghĩa thống kê so với là trên 57%. Điều này chúng ta thấy đặt ra một cái tiềm ẩn, một cái tiềm năng trên lâm sàng để chúng ta lựa chọn những đối tượng bệnh nhân suy tim EF bảo tồn, đó là nữ giới, là những trường hợp chúng ta thấy rằng suy tim EF bảo tồn từ 45 tới 57%. Có lẽ đây là những cái đối tượng nếu rút ra từ các công trình nghiên cứu này là có lợi khi mà chúng ta sử dụng cái acne cho những đối tượng bệnh nhân suy tim mà có triệu chứng EF bảo tồn. Và thực sự khi họ đặt trên một cái bảng so sánh, chúng ta thấy giữa công trình nghiên cứu Paragon HF là suy tim EF giảm với là Paragon HF trong nhân số chung, và chúng ta thấy Paragon HF mà có EF giảm ở đây, tức là chúng ta thấy là dưới 57%, thì chúng ta thấy rằng là cái kết cục các cái biến cố chúng ta thấy giữa cái nhóm acne so với cái nhóm chứng là nhóm van sạc tăng, chúng ta thấy trong ba cái công trình, ba cái phân tích này, chúng ta thấy cái tỷ lệ chúng ta thấy chênh lệch chúng ta thấy là gần tương tự như nhau, tức là cái sự khác biệt tuyệt đối nó gần tương tự như nhau. Và chúng ta thấy rằng là cái số bệnh nhân mà nó ngăn ngừa được, chúng ta thấy là có vẻ ngay cả Paragon HF có vẻ nó ít hơn, tức là chúng ta thấy ít hơn, chúng ta thấy rằng ở đây so với là cái chương trình nghiên cứu Paragon HF và Paragon, chúng ta thấy cũng có một cái tiềm năng nó ngăn ngừa được. Từ đó người ta thấy rằng là thực sự ra acne vẫn còn là những cái đường, một cái lỗi mở chúng ta thấy để cho chúng ta chọn lựa những cái bệnh nhân trên lâm sàng mà chúng ta thấy rằng có tiềm năng trong vấn đề giảm được cái nguy cơ tuyệt đối các cái kết cục liên quan đến vấn đề suy tim. Và OSC 2020, chúng ta thấy trong với bối cảnh đại dịch COVID thì họ cũng đưa ra một công trình nghiên cứu Varalas, chúng ta thấy trong cái công trình nghiên cứu này, chúng ta thấy rằng là họ thực hiện trên những bệnh nhân suy tim EF bảo tồn, và chúng ta thấy rằng là có những cái bệnh lý phối hợp, và đặc biệt họ so sánh giữa cái nhóm điều trị nội khoa chúng ta thấy cá thể hóa so với cái nhóm điều trị trong cái nhóm acne. Chúng ta thấy họ cũng đánh giá trên cái kết cục, chúng ta thấy rằng là NT-proBNP 12 tuần cũng như là cái thay đổi về cái biện pháp đi bộ 6 phút tại thời điểm 24 tuần, bên cạnh những cái tiêu chí phụ đánh giá về chất lượng cuộc sống, chúng ta thấy ở đây cũng chỉ thay đổi về cái mức độ NIHA của bệnh nhân. Thì trên cái tiêu chí chính tại thời điểm 12 tuần trong cái nhóm sử dụng, chúng ta thấy acne thì chúng ta thấy NT-proBNP giảm rõ rệt hơn một cách đáng kể so với là cái nhóm điều trị nội khoa thông thường theo những cái khuyến cáo quá chuẩn. Tuy nhiên các cái tiêu chí khác chúng ta thấy về nghiệm pháp đi bộ 6 phút cũng như chúng ta thấy về cái chất lượng cuộc sống qua các thang điểm Kansas City, chúng ta thấy là không có sự khác biệt giữa hai nhóm. Tuy nhiên họ cũng đưa ra một cái tiêu chí thăm dò, đó là sự thay đổi về cái độ lọc cầu thận. Thì đặc biệt chúng ta thấy giống như công trình nghiên cứu, chúng ta thấy là Paragon HF thì ở đây một lần nữa chúng ta thấy là có một cái sự tương đồng, tức là cái ZPE độ lọc cầu thận trong cái nhóm sử dụng acne, chúng ta thấy rằng là nó được cải thiện, tức là nó chậm diễn tiến hơn so với cái nhóm điều trị nội khoa thông thường theo cá nhân. Chúng ta thấy ở đây sự khác biệt có ý nghĩa trên phương diện thống kê. Đây cũng là một cái gợi ý mở ra để cho một cái nghiên cứu khác
chúng ta thấy, hoặc là chúng ta có thể lựa chọn trên những đối tượng bệnh nhân mà chúng ta thấy rằng là chúng ta muốn cải thiện hay là làm chậm lại các tốc độ tiến triển bệnh nhân suy thận. Bên cạnh đó, một cái phân tích sau đó họ thấy rằng những cái biến cố bất lợi liên quan đến nhập viện vì suy tim hoặc tử vong cũng đều thấp hơn trong cái nhóm chúng ta thấy là sử dụng ACD so với cái nhóm chúng ta thấy là điều trị nội khoa. Chúng ta thấy theo từng cá thể là cái đường màu tím đây và ACD là cái đường màu xanh đây, là chúng ta thấy sự khác biệt có ý nghĩa là trên phương diện thống kê. Thì đó là một vài cái thông tin chúng ta thấy liên quan tới những cái kết quả gần đây 2019-2020 trong cái suy tim EF bảo tồn. Thì để kết luận cho cái bài nói này thì thứ nhất là tôi cũng xin nhấn mạnh lại là suy tim EF bảo tồn thực sự đó là một cái hội chứng trên lâm sàng. Chúng ta thấy là cũng có những cái biểu hiện về vấn đề dấu hiệu triệu chứng của suy tim, nó cũng có những cái thay đổi chúng ta thấy về các dấu ấn sinh học cũng như thay đổi trên siêu âm tim. Và đặc biệt chúng ta thấy rằng là cái suy tim này không chỉ gặp ở những bệnh nhân nữ cao tuổi tăng huyết áp, trên những đối tượng châu Âu chúng ta đã gặp, mà còn gặp cả những bệnh nhân nam trẻ béo phì và trên cả những bệnh nhân đái tháo đường gầy. Và việc chẩn đoán vẫn còn là thách thức, mà chúng ta thấy chúng ta vẫn dựa vào triệu chứng lâm sàng, khả năng mắc bệnh qua các thang điểm chúng ta thấy cũng như là bệnh cảnh đồng mắc và những cái bối cảnh của bệnh nhân. Và điều trị thì chúng ta vẫn dựa vào những cái bằng chứng theo những cái khuyến cáo hiện tại chúng ta thấy vẫn là điều trị triệu chứng bằng thuốc lợi tiểu và các bệnh lý cũng như là yếu tố nguy cơ. Tuy nhiên, một trong những cái tiềm năng chúng ta thấy rằng là năm 2020 đây đó là cái nhóm acne trên những đối tượng bệnh nhân được chọn lọc đặc biệt, và chúng ta chờ 2021 trong cái nhóm ức chế cái cân đồng bệnh sum gluco để có những cái điều trị mới hơn trong cái đối tượng bệnh nhân này. Thì cái phần trình bày của tôi tới đây là hết. Cảm ơn sự chú ý của quý đồng nghiệp. Thức và chờ đợi những cái nghiên cứu sắp tới nữa, đặc biệt là những cái nghiên cứu về acne trong điều trị suy tim phân suất tống máu bảo tồn, cũng như là những cái công trình nghiên cứu về ức chế SGLT2 trong điều trị suy tim phân suất tống máu bảo tồn. Và tôi cũng tin tưởng là những cái công trình nghiên cứu mới đó sẽ mang lại những cái thông tin, những cái kết quả mà giúp cho chúng ta có thể xử trí cho những bệnh nhân mà suy tim chức phân suất tống máu bảo tồn một cách hiệu quả hơn, giảm được tỷ lệ tử vong cũng như là cải thiện được chất lượng cuộc sống của những người này. Tất cả thưa các bạn, thì chúng tôi được biết là bây giờ chúng ta có 250 bác sĩ đang theo dõi chương trình của chúng ta, và chúng tôi cũng rất là mong muốn chúng ta có khoảng 30 phút để mà chúng ta thảo luận, chúng ta chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái điều trị trong gặp cho những cái bệnh nhân suy tim của chúng ta. Cái câu hỏi đầu tiên, tôi xin đọc câu hỏi đầu tiên như thế này. Em xin hỏi về những lưu ý cơ bản điều trị bệnh nhân suy tim trên nền suy thận chưa lọc máu và bệnh nhân suy thận có lọc máu ạ. Xin cảm ơn. Thực sự thì câu hỏi này chắc có lẽ nói về suy tim với phân suất tống máu giảm. Vì vậy tôi xin kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Huỳnh Quang Trí sẽ trả lời câu hỏi này. Xin mời bác sĩ chị. Vâng, thì tôi xin phép trả lời cái câu hỏi thứ nhất này. Cái câu hỏi mà đồng nghiệp nêu lên đó, thì là một cái câu hỏi rất là khó. Và đây phải nói đây là một cái thách thức hiện tại đối với y giới. Tại sao vậy? Bởi vì nếu chúng ta điểm lại những cái thử nghiệm lâm sàng mà người ta dùng những cái thuốc mà tôi đã trình bày là những cái trụ cột để điều trị suy tim với phân suất tống máu giảm đó, tức là ức chế men chuyển, chuyển thụ thể, acne hay là cái chẹn beta, và cả cái nhóm mới hay là cái kháng aldosterone, hay là cả cái nhóm mới tức là cái ức chế kênh đồng vận chuyển SGLT2 đó, thì một trong những cái tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân, tức là người ta không có thu nhận vào thử nghiệm lâm sàng á, là cái lọc cầu thận thấp. Thường là những cái bệnh nhân mà có lọc cầu thận dưới 30 đơn vị ml trên phút trên 1,3 mét vuông diện tích cơ thể đó, thì những cái người bệnh đó người ta không có thu nhận vào nghiên cứu. Cho nên là thật sự mà nói thì cái số liệu, cái chứng cứ trên những đối tượng này chúng ta hầu như là không có. Và có thể nói là cái điều trị những cái đối tượng này đó là mình điều trị dựa chủ yếu là trên kinh nghiệm và trên cái hiểu biết của mình về cái gọi là cái dược động học, dược được học của các thuốc trên cái nền suy thận chưa lọc máu hoặc là đã có lọc máu. Bây giờ chúng ta điểm lại từng cái. Nếu mà mình xem cái ức chế men chuyển hay chèn thụ thể đó, mà bệnh nhân chưa lọc máu mà lọc cầu thận đã dưới 30 rồi đó, thì thật sự mà nói mình phải hết sức là thận trọng.
cá nhân tôi đó thì những trường hợp này tôi sẽ, nếu có xài thì tôi sẽ xài hết một cách hết xài đều thấp và theo dõi rất là thường xuyên để coi cái độc cầu thận nó có suy giảm nữa hay không. Kháng aldosterone đó thì chống chỉ định, các anh chị nhớ là khi mà độc cầu thận mà thấp dưới 30 thì người ta không có dùng cái những cái thuốc kháng aldosterone nữa. Ở Việt Nam thì chúng ta có cái spironolactone, ở nước ngoài thì nó có thêm cái eplerenone, thì nói chung những cái thuốc đó người ta không có khuyên dùng khi mà cái độc cầu thận dưới quá thấp. Cái người ta rất sợ là gì? Đó là cái tăng kali máu cao. Acne thì như thế nào? Acne thì cái số liệu không có với những cái người có độc cầu thận dưới 30. Các anh chị nhớ là trong cái những cái nghiên cứu với acne đó, tức là cái Paradigm SF hay là Pioneer SF thì người ta thường là loại những cái người có độc cầu thận dưới 30. Bây giờ nếu độc cầu thận dưới 30 thì chúng ta có xài hay không? Thì có thể xài với điều kiện tôi nhắc lại là chúng ta phải theo dõi rất sát. Chẹn beta thì như thế nào? Chẹn beta thì tôi nghĩ là chúng ta nên có thể xài được, và mình nên ưu tiên những cái thuốc chẹn beta mà nó có cái đặc điểm là nó thải qua gan nhiều hơn là thận. Trong suốt số những cái thuốc mà mình dùng đi, ví dụ điều trị suy tim ấy, thì có cái bisoprolol, một cái thuốc nó thanh thải cân bằng thì chúng ta dùng được, hoặc là cái metoprolol succinate thì nó thải chủ yếu qua gan thì chúng ta cũng có thể dùng được. Với cái nhóm ức chế GT2 thì thế nào? Khi mà lọc cầu thận thấp quá đó, thì cái ức chế GT2 nó không có còn tác dụng nữa. Nên các chị nhớ là đây là những cái thuốc nó tác dụng trên cái cầu thận mà. Thật ra khi mà cái số lượng cầu thận còn quá ít thì chúng ta dùng nó không có hiệu quả nữa. Cho nên là cái đây có thể nói đây là một cái tình huống mà tưởng nó là cực kỳ khó trong cái điều trị. Tôi chỉ nói thêm một cái ý nữa là nếu bệnh nhân mà có lọc máu đó mà vẫn còn cái biểu hiện suy tim đó, thì tức là có cái tình trạng là sung huyết đó, thì khi đó chúng ta có thể xem xét và chúng ta tăng cái tần số lọc. Tức là thông thường bệnh nhân mình làm cái thận nhân tạo định kỳ 3 lần một tuần, thì nếu bệnh nhân vẫn còn cái triệu chứng sung huyết đó, thì chúng ta có thể xem xét tăng cái số lần lên 4 lần một tuần chẳng hạn. Thuốc thì tôi nhắc lại là chỉ có những cái biện pháp như vậy thôi. Còn nếu như bệnh nhân có thêm một cái QRS giãn, và tức là nhịp xoang QRS rộng với một cái dạng bốc nhĩ thất, một cái dạng bốc nhĩ trái đó, hoàn toàn đó, thì khi đó chúng ta có thể xem xét đặt cái máy CRT cho bệnh nhân. Thì thật ra thì tôi chỉ biết có vậy thôi, chứ còn chúng ta nó là để điều trị cho bệnh nhân này thật là tối ưu thì chúng ta cũng không có những cái số liệu. Xin cảm ơn bác sĩ Hồ Quang Trí. Thực sự thì chúng ta nói thuốc ức chế SGLT2 đó, trong cái thông tin kê toa hay là trong những cái công trình nghiên cứu về suy tim đó, thì cái đo lọc cầu thận đó, thì không có bao giờ mà người ta sử dụng thấp. Nhưng mà trong cái công trình nghiên cứu mới công bố năm 2020 vừa rồi đó, là công trình nghiên cứu DAPA CKD đó, thì người ta chọn lựa cái người mà người bị bệnh thận mạng đó, thì cái khoảng mà GFA người ta đưa vào trong cái công trình nghiên cứu đó là từ 25 đến 75 ml trên phút, thì thấy là cho kết quả tốt. Như vậy thì cái loại thuốc này nó không loại trừ được cái khả năng là chúng ta có thể sử dụng cho những bệnh nhân mà có GFA dưới 30. Tại vì trong công trình nghiên cứu đó người ta lựa xuống tới 25 mà, thì kết quả vẫn là tốt. Thì không biết là báo sư Hồ Văn Trí có suy nghĩ gì về những cái tương lai chúng ta sử dụng cái nhóm thuốc này cho những cái bệnh nhân suy thận. Dạ, cảm ơn thầy Bình đã nhắc đến cái nghiên cứu DAPA-SF. Thì đúng là trong cái nghiên cứu DAPA-CKD, thì trong năm 2020 vừa rồi đó, người ta cũng không công bố cái nghiên cứu là nghiên cứu DAPA-CKD. Thì người ta chọn những cái người có bệnh thận mạng, lọc cầu thận thì tôi nhớ là khoảng từ 20, 25 gì đó cho tới 70, và có kèm thêm cái bất thường của cái bài xuất albumin trong nước tiểu. Bệnh nhân được phân cho dùng cái DAPA-glycosine hoặc là placebo. Thì người ta thấy rằng cái DAPA-glycosine nó cải thiện rất là rõ cái tiên lượng của người bệnh, và nó cũng ngăn được cái sự tiến triển của bệnh thận mạng. Tuy nhiên cũng phải nói thêm là cái subgroup, cái phân nhóm bệnh nhân mà có cái lọc cầu thận dưới 30 trong nghiên cứu này đó, thì nó không có nhiều, nó chỉ khoảng chừng vài trăm người, thành ra cái chứng cứ của nó đó thì mình cũng khó nói. Nên là chúng ta thì mình có thể thử dùng. Thực ra thì
cái người ta khuyên là không có dùng khi mà lọc cầu thận quá thấp, không phải vì mình e dè cái độc tính của nó, mà như tôi nói đó là vì khi mà cái lọc cầu thận quá thấp thì cái người ta sợ, tức là người ta nghĩ đến là thuốc nó không còn tác dụng, tức là cái tại thuốc nó tác dụng ở cầu thận mà khi mà cái số lượng cầu thận còn thấp quá đó thì có thể là nó không còn tác dụng nữa thôi, chứ còn không phải là vấn đề độc tính đâu. Xin cảm ơn phó giáo sư Hùng Văn Trí. Tiếp theo thì tôi nhận được một câu hỏi khác nữa về cũng là suy tim phân tích có máu giảm đó, là đây là nếu một người bệnh nhân là bệnh nhân suy tim mạn có đang dùng chẹn beta, cụ thể là Visoprolol 5mg. Sau đó thì bệnh nhân nhập viện vì suy tim cấp qua một cái đợt giống như là người ta bị nhiễm siêu vi, có sốt, có ho, có khạc đạm vân vân, và cảm thấy là có tình trạng tăng cân nữa. Thì bệnh nhân nhập viện vì tình trạng suy tim cấp. Như vậy thì đứng trước cái trường hợp đó thì chúng ta phải làm sao với cái dạng thuốc chẹn beta này? Chúng ta ngưng nó hay là chúng ta giảm liều hay chúng ta giữ nguyên như vậy? Thì đó là một cái vấn đề đặt ra mà tôi nghĩ rằng một cái đồng nghiệp hỏi trực tiếp đến tôi như vậy, thì cũng xin chuyển đến phó giáo sư Hữu Bình Quang Trí bình luận thêm về cái trường hợp này. Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của thầy Bình. Thì cái tình huống mà bệnh nhân đang xài chẹn beta mà phải nhập viện vì một cái đợt suy tim mất bù thì chúng ta cũng hay gặp trong lâm sàng. Những cái nghiên cứu được công bố gần đây đó thì người ta thấy là nếu mà mình ngưng hẳn chẹn beta trong quá trình bệnh nhân nhập viện vì cái suy tim mất bù đó, so với lại chúng ta vẫn tiếp tục thuốc, tiếp tục ở đây có thể là dùng với cái liều như cũ hoặc là cái liều có giảm, thì người ta thấy rằng ngưng thuốc đó thì cái dự hậu của bệnh nhân nó lại xấu hơn. Cho nên là cái khuyến cáo của các chuyên gia hiện tại đó là nếu bệnh nhân nhập viện vì suy tim cấp mất bù và bệnh nhân đăng cái dùng chẹn beta thì mình cố gắng xem xét là vẫn giữ lại cái chẹn beta, tức là chúng ta có thể thử giảm liều tùy theo cái tình trạng huyết động của bệnh nhân. Nhưng nếu mình thấy là có thể duy trì được đó, thì chúng ta cố gắng duy trì. Dĩ nhiên sẽ có những cái tình huống, tôi nói ví dụ như là bệnh nhân nhập viện vì một cái phù phổi cấp chẳng hạn, hay là bệnh nhân nhập viện với một cái biểu hiện huyết áp thấp dưới 100, tức là có biểu hiện choáng đó, thì khi đó bắt buộc chúng ta phải ngưng chẹn beta thôi. Các anh chị nhớ là trong cái biểu hiện bệnh nhân nhập viện về cái suy tim mất bù đó, thì nó có những cái là bệnh nhân ấm và ẩm, tức là cái sung huyết nó nhiều, rồi bệnh nhân ấm và khô, thì đó là những cái người mà tiên lượng tốt nhất. Những cái người ấm và khô á, thì mình có thể chắc chắn là chúng ta nên duy trì chẹn beta. Ấm và có ướt á, tức là có sung huyết, có phổi đó, thì mình có thể giảm liều chẹn beta. Trong trường hợp này chúng ta sẽ giải quyết cái quá tải nước á, bằng đại tiểu. Bệnh nhân mà đã có ẩm và là lạnh á, tức là ở đây là chúng ta có tình trạng giảm tưới máu á, thì khi đó tôi nghĩ là bắt buộc chúng ta phải ngừng chẹn beta thôi. Thật ra sẽ cái câu hỏi này nó thì mình nói chung chung như vậy, nhưng mà chúng ta phải tùy vào cái tình huống của bệnh nhân để mình có một cái xử trí phù hợp. Nhưng tôi nhắc một điều là nếu như cái tình trạng bệnh nhân cho phép á, thì chúng ta cố gắng duy trì cái chẹn beta trong quá trình bệnh nhân nằm viện. Xin vâng, phó giáo sư Hồ Quỳnh Quang Trí. Tiếp theo thì chúng ta có một câu hỏi rất lý thú về vấn đề suy tim phân tích có máu bảo tồn. Hồi trước đây đó, thời kỳ mà tôi học đó, thì mình sử dụng là suy tim tâm trương với suy tim tâm thu. Thì bây giờ trong những năm gần đây thì chúng ta phân rất là rõ, đó là suy tim với phân tích tống máu bảo tồn, suy tim phân tích tống máu giảm, và một cái nữa là suy tim mà có phân tích tống máu ở cái trung gian, mid-range đó. Thì xin hỏi là tiến sĩ Hoàng Văn Sĩ, vì sao mà chúng ta thay đổi cái từ cái suy tim tâm trương mà chúng ta chuyển qua cái suy tim phân tích tống máu bảo tồn, có cái lý do gì mà chúng ta thay đổi cái việc sử dụng cái danh từ như vậy hay không? Xin mời tiến sĩ Hoàng Văn Sĩ. Dạ, xin cảm ơn thầy Bình và cảm ơn câu hỏi của quý đồng nghiệp. Thực sự ra thì đây là câu hỏi tôi nghĩ là cũng rất là hay, và có lẽ là tôi cũng trả lời trên cái quan điểm cá nhân của tôi. Có gì là nhờ thầy Bình với thầy Chí cũng sẽ cùng tham luận thêm cái câu hỏi này. Như chúng ta cũng đã biết rằng là một cái suy tim ở ép bảo tồn á, thực ra về mặt định nghĩa là chúng ta thấy rằng là một cái tình trạng chúng ta thấy thất trái là không thể nhận
làm đầy, chúng ta thấy một cái thành thấp không thể làm đầy nhận đầy máu được. Chúng ta thấy một cách thích hợp và nó phải làm được cái việc đó với sự gia tăng cái áp lực độ đầy thất trái, thì chúng ta thấy rằng là mà nó xảy ra trong thời kỳ tâm trương thì chúng ta gọi là một cái suy tim ép bảo tồn. Thì thực sự ra suy tim ép bảo tồn cũng là một thể của suy tim tâm trương. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là đối với cái định nghĩa của SC2019, chúng ta thấy 2016 này, 2019 sau đó chúng ta thấy là họ phân chia rất rõ về vấn đề là suy tim. Chúng ta thấy dựa vào cái gì? Dựa vào cái EF và kèm theo những cái tiêu chuẩn khác để chúng ta khẳng định một cái chẩn đoán. Chính vì thế chúng ta thấy rằng là chúng ta có cái suy tim EF giảm, suy tim EF bảo tồn và một cái suy tim chúng ta thấy rằng là EF ở cái trung gian. Thì như vậy chúng ta thấy là suy tim EF bảo tồn nó cũng là một cái dạng là gọi là một cái suy tim tâm trương, nhưng chúng ta thấy nó kèm theo những cái tiêu chuẩn khác ngoài cái EF là theo cái phân độ EF, thì những cái tiêu chuẩn về mặt triệu chứng, về mặt dấu hiệu chúng ta thấy là cũng giống như một cái suy tim tâm trương. Chúng ta thấy nó thêm cái định nghĩa, chúng ta thấy là cái tiêu chuẩn về suy âm tim, tiêu chuẩn về peptic lợi liệu, tức là chúng ta thấy là NT-4B hoặc là BNB, hoặc những cái thay đổi về mặt cấu trúc thất trái hoặc là nhĩ trái, thì chúng ta thấy rằng nó cụ thể hóa hơn, chi tiết hơn để mà chúng ta thấy rằng là chúng ta chẩn đoán đây là một cái suy tim EF bảo tồn, hơn là chúng ta thấy một cái từ chung chung là suy tim tâm trương, thì chúng ta thấy rằng là nó là một cái phổ rộng hơn trong một cái gì, một cái suy tim mà chúng ta thấy rằng là trong thực hành lâm sàng. Xin cảm ơn tiến sĩ Hoàng Văn Sĩ. Thì thực tế cho chúng ta thấy là khi trong một cái công trình nghiên cứu đó, bao giờ người ta cũng chọn lựa những cái bệnh nhân với những cái trị số EF rất là cụ thể, và chúng ta thấy rằng cái việc chúng ta chọn là dưới 40%, EF 40% hay là trên 60% và vân vân. Như vậy thì về cái mặt mà nghiên cứu cũng như là về mặt điều trị đó, chúng ta cần những cái mức cụ thể là EF là bao nhiêu thì nó thích hợp với cái loại thuốc gì, hơn là chúng ta sử dụng cái từ là suy tim tâm thu hoặc là suy tim tâm trương, nó chung chung quá, nó không có tính cách là định lượng. Như vậy thì chúng ta chuyển đổi sử dụng cái danh từ, chúng ta sử dụng là suy tim tâm thu, suy tim phân chất tống máu, suy tim này với phân chất tống máu giảm, hay suy tim với phân chất tống máu bảo tồn, hay là ở suy tim với phân chất tống máu trung gian rồi vân vân, thì nó sẽ cụ thể, nó dễ thực hành trên lâm sàng của chúng ta hơn. Và như tiến sĩ Sĩ vừa phân tích vậy, nó phù hợp với cái chuyện mà về chức năng của trái tim trong từng giai đoạn. Thì tôi nghĩ là chúng ta trong giai đoạn này chúng ta nên sử dụng cái danh từ mà đã được thống nhất, đó là suy tim với phân suất tống máu bảo tồn, suy tim với phân suất tống máu giảm và suy tim với phân suất tống máu trung gian. Tiếp theo đó là câu hỏi thứ ba. Thưa quý thầy, cho em hỏi, người bệnh vào viện vì khó thở kèm rung nhĩ, EF lớn hơn 50% thì ngưỡng NT-proBNP là bao nhiêu để khẳng định là suy tim, bao nhiêu là nghi tăng do rung nhĩ ạ? Cái này xin mời thầy Huỳnh Văn Trí cho ý kiến. Thật ra thì tôi không nhớ được con số cụ thể đâu, nhưng đây là câu hỏi tôi nghĩ là rất là hay, ở chỗ là đồng nghiệp nắm được cái vấn đề là khi mà có rung nhĩ thì cái ngưỡng để mà chúng ta chẩn đoán suy tim thì nó sẽ cao hơn khi bệnh nhân nhịp xoang. Còn cái con số cụ thể là bao nhiêu thì tôi không nhớ. Không biết là thầy Bình có nhớ được con số không? Tôi không nhớ được. Bác sĩ Sĩ. Chắc thầy cũng xin tiếp theo lời bác sĩ Chí. Thực ra vừa rồi tôi có trình bày hai cái thang điểm, nếu như các bạn chú ý, tại vì thời gian nó có hạn cho nên tôi lướt nhanh qua cái thang điểm. Và chúng ta thấy rằng trong cái thang điểm thứ hai đó, là cái thang điểm chúng ta thấy là của OSC, chúng ta thấy họ đưa ra những cái tiêu chí chính và tiêu chí phụ. Trong cái tiêu chí chính đó, thì chúng ta thấy rằng là nó có cái những cái đặc điểm của suy âm tim, và cái thứ hai là nó có cái NT-proBNP hoặc BNP để họ cho ra một cái tiên lượng cái khả năng bệnh nhân bị suy tim, và cũng tùy theo cái đối tượng chúng ta thấy rằng là bệnh nhân là nhịp xoang hay rung nhĩ mà có những cái điểm cắt khác nhau. Đối thí dụ nếu như bệnh nhân ở đây các bạn nói là bệnh nhân đó là bệnh nhân là rung nhĩ chẳng hạn, thì rung nhĩ thường thường thì cái điểm cắt của nó, cái ngưỡng của nó thường nó gấp đôi, trung bình khoảng gấp đôi so với một cái nhịp xoang. Thí dụ chúng ta thấy nếu như mà nhịp xoang thì cái NT-proBNP chúng ta thấy rằng là trên 220,
microgram trên millilit thì được coi đây là một cái tiêu chí chính. Nhưng mà đối với rung nhĩ phải là gấp đôi lên, tức là 660. Chúng ta thấy 660 thì mới được coi nó là một cái tiêu chí chính. Còn nếu như chúng ta thấy rằng là dưới 660 thì chúng ta gọi là một cái tiêu chí, chúng ta thấy rằng là tiêu chí phụ. Tức là trong trường hợp đó chúng ta thấy cái khả năng, hay chúng ta nghi ngờ bệnh nhân bị suy tim tâm trương, chúng ta thấy còn cái khả năng nó thấp hơn với tiêu chí trên. Như vậy cái điểm cắt mà trong cái thang điểm đó đối với là cái suy tim EF bảo tồn á, nhịp xoang NT4D là 220 microgram trên millilit đối với là NT4D và rung nhĩ là gấp đôi. Và chúng ta thấy rằng là nó dưới, chúng ta thấy là từ 125 cho tới là 220 thì được coi là tiêu chuẩn phụ, tức là chúng ta nghi ngờ đó là trường hợp suy tim EF bảo tồn. Xin cảm ơn tiến sĩ Hoàng Nhân Sĩ. Như vậy thì trong cái người bệnh nhân mà chúng ta thấy khó thở rồi chúng ta nghi là có suy tim đó, mà đây thì chúng ta làm siêu âm chúng ta thấy EF nó lớn hơn 50%, này có thể là suy tim với phân suất tốn máu bảo tồn hay là không, và vậy thì chúng ta phải nhờ thêm một cái biomarker nữa. Ví dụ như trong trường hợp này các bạn hỏi là chúng ta sẽ dùng NT-proBNP. Thì NT-proBNP thì trong người bệnh nhân rung nhĩ thì bản thân của nó đã tăng rồi, mặc dù nó có thể là chưa có tình trạng suy tim. Thì như là tiến sĩ Hoàng Nhân Sĩ vừa trình bày đó, thì chúng ta phải xem xét NT-proBNP mà ở những người mà rung nhĩ đó, thì chúng ta thấy người ta chia ra làm hai mức. Một cái mức gọi là chỉ được một điểm trong tiêu chuẩn chẩn đoán thôi, còn cái mức mà được hai điểm, ví dụ như trên 660 microgram trên ml thì chắc chắn là được hai điểm để gọi là được một tiêu chuẩn chính. Còn nếu mà nó chỉ trên 365 thôi thì cho tới mức 660 đó thì nó chỉ được một điểm thôi. Và chúng ta biết rằng là trong chẩn đoán mà suy tim với phân suất tổng máu bảo tồn chúng ta cần 5 điểm. Và nếu mà chúng ta sử dụng NT-proBNP này thì mới có 2 điểm thôi. Chúng ta cần thêm về morphology, tức là chúng ta xem cái trên siêu âm tim cái về hình thể của trái tim như thế nào, có cái chỉ số khối mass index của cái thức trái của mình là bao nhiêu, và cái chỉ số gọi là chỉ số thể tích của nhĩ trái là bao nhiêu nữa. Thì nếu mà nó đạt được đó thì chúng ta được 2 điểm. Và chúng ta xem xét một cái theo về mặt chức năng, đó là chúng ta coi cái tỷ số lớn trên phẩy đó là bao nhiêu để mà chúng ta có thêm điểm nữa. Như vậy thì trong trường hợp mà bệnh nhân khó thở mà EF lớn hơn 5, rung nhĩ mà EF lớn hơn 50 như thế này, thì chúng ta sử dụng cái score điểm của ESC 2019 để chúng ta tính ra được, coi được bệnh nhân có 5 điểm hay không. Và từ đó thì chúng ta sẽ khẳng định là bệnh nhân có suy tim với phân suất tổn máu bảo tồn hay không. Đó là cái cách mà chúng ta tiếp cận một người bệnh nhân bị khó thở, rung nhĩ, EF lớn hơn 50. Thì chúng ta tiếp cận như vậy thì nó sẽ có thể ra được cái giải đáp là bệnh nhân có suy tim hay không. Tiếp theo có một cái câu hỏi về thuốc, một loại thuốc trong cái điều trị một bệnh nhân nữa, đó là việc kiểm soát tần số thất ở bệnh nhân rung nhĩ trong đợt cấp suy tim mạng, tức là EF giảm, mất bù, chọn digoxin hay là amiodarone truyền tĩnh mạch. Nếu chọn amiodarone thì dùng liều thế nào? Em xin cảm ơn. Cái này xin ý kiến của thầy Trí trước đi, tại vì có EF giảm trước, chúng ta sẽ có bình luận thêm, xin hỏi ý kiến thêm thầy sĩ vân vân. Tôi xin nêu cái ý kiến trong câu này ha. Thì thật ra cái tình huống này là cũng một tình huống chúng ta hay gặp. Digoxin thì ok chúng ta chích được, nhưng mà mình cũng phải nhớ như vậy là cái digoxin đó thì cái hiệu quả mà giảm cái tần số thất thì nó giới hạn. Và khi mà mình xài với liều cao á, ví dụ như là bạn chích 0.5 mg tới một ống á, chưa đủ mình chích thêm á, thì cái mình e ngại là cái mà nó có thể bị ngộ độc. Do đó thì digoxin thường là không đủ, mình có thể chích thử một ống. Cái kinh nghiệm của tôi là cho một ống digoxin, nhưng sau đó nếu mà mình vẫn chưa khống chế được cái tần số thất của bệnh nhân rung nhĩ đó thì mình nên dùng amiodarone. Và nếu dùng amiodarone thì các bạn nhớ là như vậy, là mình truyền chậm, tức là cái liều tấn công đối với lại người lớn á, thì tôi hay dùng là cái liều 300 mg, tức là hai cái ống 150 á, và mình pha ra mình truyền chậm trong một tiếng. Thuốc amiodarone á, thì nó không có gây tụt huyết áp, tuy nhiên cái dung môi á, để pha thuốc á, thì nó có thể gây tụt huyết áp, cho nên là mình pha ra mình truyền chậm. Cái liều tấn công là 300 mg, như vậy là pha trong
50cc gì đó và mình truyền trong một tiếng, và sau đó thì mình cũng có thể duy trì thêm. Thì với cái cách dùng như vậy đó, thì trong đa số các trường hợp mình có thể kiểm soát được cái tần số thất của bệnh nhân rung nhĩ. Và cái amiodarone thì nó cũng có thêm một cái lợi ích nữa là trong một số trường hợp thì nó có thể chuyển nhịp được rung nhĩ. Còn các bạn nhớ là digoxin thì chúng ta chỉ có giảm được cái đáp ứng thất thôi, chứ chúng ta khó mà chuyển nhịp xoang được, với không có chuyển nhịp xoang được với digoxin đâu. Và nếu mà bệnh đồng nghiệp nhớ là nếu bệnh nhân mà có huyết động không ổn định thì một cái mà chúng ta phải làm là cái sốc điện chuyển nhịp cho bệnh nhân, thuốc gây mê nhẹ và sốc điện chuyển nhịp cho bệnh nhân, thì đó là cái mà chúng mình phải làm. Xin cảm ơn phó giáo sư Huỳnh Quang Trí. Chúng ta biết rằng những cái bệnh nhân như thế này đó thì nhập bệnh viện Chợ Rẫy rất là nhiều. Khoa nội tim mạch là chỗ mà tiến sĩ Hoàng Văn Sĩ làm trưởng khoa đó, thì thường xuyên nhận những cái trường hợp như thế này. Xin mời tiến sĩ Hoàng Văn Sĩ sẽ có ý kiến về trả lời câu hỏi số 4 này. Dạ, xin cảm ơn thầy Bình. Thực sự ra thì em cũng đồng thuận với là phó giáo sư chị. Tuy nhiên thì thực tế thì chỗ khoa nội tim mạch bị Chợ Rẫy thì do cái bối cảnh thường là bệnh nhân nặng. Cái thứ hai là thường để bệnh nhân điều trị đôi khi là chúng ta cũng không biết là bệnh nhân có điều trị gì ở trước đó. Cho nên cái vấn đề dùng digoxin bây giờ thì tại khoa nội tim mạch có lẽ là chúng em ít xài. Thực sự là như vậy. Cho nên cái vấn đề còn lại có lẽ là chúng ta là cái corticosteroid tới amiodarone là cái thường ưu tiên. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng ở đây chúng ta cần phải chú ý. Thứ nhất là cái rung nhĩ này thực sự nó có gây rối loạn huyết động học cho bệnh nhân hay không, tức là khởi phát một cái phù phổi cấp hay một cái choáng tim hay không, như tiến sĩ Trí đã nói, để chúng ta phải xử lý cấp cứu, có thể bằng biện pháp là sốc điện cho bệnh nhân để chúng ta chuyển nhịp. Còn nếu không, chúng ta thấy rằng là đối với bệnh nhân rung nhĩ trong cái giai đoạn cấp này, thực sự ra cái tần số chúng ta có thể chấp nhận được có thể tới 110, không cần chúng ta phải đưa cái tần số xuống thấp hơn, như nhịp xoang chúng ta thấy trong suy tim có thể yêu cầu thấp hơn. Như vậy chúng ta cũng rất thận trọng khi mà chúng ta phải, vội vàng chúng ta sử dụng bằng cách để chúng ta đưa một cái nhịp xuống chúng ta thấy dưới 110 trên những bệnh nhân suy tim ép giảm mà đang bị rung nhĩ như vậy. Còn về vấn đề lựa chọn thì chắc có lẽ cũng đồng thuận với thầy Chí, có lẽ thì nếu mà trong tay chúng ta chưa có amiodarone thì digoxin, nếu như bệnh nhân chưa sử dụng digoxin trước đó thì chắc có lẽ thì vẫn là digoxin chúng ta sử dụng, mà chúng ta thấy rằng là nửa ống cho tới một ống để chúng ta có thể chúng ta kiểm soát nhịp thất. Còn nếu như không có thì có lẽ bên tụi em thì vẫn ưu tiên thường thì amiodarone để chúng em truyền tĩnh mạch. Xin cảm ơn tiến sĩ Hoàng Văn Sĩ. Vậy là câu hỏi này cũng được trả lời rất là rõ rồi. Chúng tôi chuyển qua một câu hỏi tiếp theo. Trong một trường hợp mà bệnh nhân sơ gan tim, tức là một bệnh nhân có tình trạng suy tim rồi, xong rồi đặc biệt là suy tim phải, dần dần thì chuyển đến thay đổi gan gây sơ gan tim, thì chúng ta có thể điều trị bằng những cái loại thuốc nào? Bệnh nhân có suy tim bằng sức tống máu giảm trong và dẫn đến sơ gan tim thì chúng ta có thể điều trị với những cái loại thuốc nào? Đây là một trường hợp rất đặc biệt. Xin mời phó giáo sư Huỳnh Quang Trí. Cái tình huống bạn nêu ra cũng là một tình huống khó. Thì thực ra thì đối với lại cái sơ gan tim đó, những cái thuốc mà mình dùng, những cái trụ cột mà chúng ta dùng trong điều trị suy tim với phân sức tống máu giảm thì mình vẫn có thể dùng được. Tuy nhiên ở đây mình cũng phải tìm hiểu cái nguyên nhân gây ra sơ gan tim như thế nào. Tại vì nếu chỉ là một cái suy tim với phân sức tống máu thất trái giảm đơn thuần thì và nó không có một cái suy tim toàn bộ thì bệnh nhân không có sơ gan tim. Bệnh nhân có sơ gan tim khi nào có kèm với là một cái vấn đề của tim phải nữa. Cho nên là những cái này thường nó là cái kinh nghiệm tôi hay gặp đó là những cái bệnh nhân mà bệnh van tim á, tức là những cái ca mà bệnh có thể là bệnh van tim nặng rồi bên cả bên trái lẫn bên phải đều bệnh ảnh hưởng hết, vấn đề van hai lá, van động mạch chủ và đặc biệt là van hai lá đó, thì mình phải coi cái gốc của bệnh là cái gì. Nếu cái suy tim mà liên quan với bệnh van tim mà nó dẫn đến sơ gan tim á, thì chúng ta cũng phải xem xét cái chỉ định là có nên xét cái chỉ định về phẫu thuật tim hay không, phẫu thuật thay van. Cái câu hỏi của đồng nghiệp thì tôi không vì không có đưa ra rõ cái thông tin về bệnh nhân như thế nào thì tôi không có thể trả lời một cái chung chung được. Tôi chỉ có thể nói là nếu lưu ý là vấn đề cái van tim, nếu mà có bệnh van tim đó thì chúng ta phải xem xét cái phẫu thuật van tim của bệnh nhân.
Xin cảm ơn Phó Giáo sư Quỳnh Quang Trí. Chúng ta chuyển đến câu hỏi tiếp theo, tại vì chúng tôi thấy số lượng câu hỏi cũng rất là nhiều. Câu hỏi thứ 6 như thế này: kính thưa các thầy, bệnh nhân bị đợt cấp bệnh thận mạng giai đoạn 3, thúc đẩy đợt cấp suy tim mạng, hiện đang dùng Lasix 20mg 10 đến 24 ống trong một ngày, có nghĩa là liều rất lớn. Tiểu thì khoảng từ 0,7 đến 1,7 lít nước tiểu trong 24 giờ, kali máu giảm còn 2,6 millimol trên lít, eGFR được cấp là 19 đến 33 ml trên phút. Liệu có thể dùng kết hợp Aldactone thêm vào Lasix để cân bằng kali hay không, hay chỉ bù kali ạ? Xin mời thầy sĩ cho một cái trả lời, liệu chúng ta có thể dùng thêm một cái loại đối kháng với Aldactone thêm vào cái liều mà chúng ta lại tiểu thương này để mà chúng ta giảm được cái sự mất kali của sử dụng lại tiểu không? Xin dạ, xin cảm ơn thầy Bình và quý đồng nghiệp. Thì thực tế trong lâm sàng thì chúng ta hay có cái quan niệm rằng là furosemid, chúng ta sử dụng cái lợi tiểu quay này thì chúng ta thấy chúng ta sợ cái nguy cơ bệnh nhân bị hạ kali máu. Vừa ngược lại, khi chúng ta sử dụng cái lợi tiểu giữ kali, chúng ta thấy một trong những cái trụ cột mà chúng ta điều trị suy tim ép giảm thì thường nó lại tăng kali máu. Thì như vậy là chúng ta sẽ phối hợp hai cái thuốc này, chúng ta hy vọng rằng là chúng ta sẽ cân bằng để chúng ta giảm được cái nguy cơ bệnh nhân hạ kali máu. Nhưng thực sự chúng ta thấy rằng là cái này chúng ta cũng cần phải cẩn thận và thận trọng, thì chúng ta không biết là nó sẽ bù trừ cân bằng như thế nào cho những đối tượng bệnh nhân mà chúng ta đang điều trị. Cho nên chúng ta thấy rằng cái cách tốt nhất là chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta thấy thuốc nào chống chỉ định không nên xài thì chúng ta không nên xài. Thí dụ như trong trường hợp này, các bạn thấy bệnh nhân đang đợt cấp, chúng ta thấy của một cái suy thận cấp trên một cái nền bệnh nhân suy thận mãn, nghĩa rằng là chúng ta thấy rằng là cái mức độ lọc cầu thận có thể còn tiếp tục tiến triển, và cái sự gia tăng kali máu mặc dù đang ở thời điểm này là thấp cũng có thể tăng bất cứ lúc nào. Không phải tăng vì vấn đề chúng ta thấy là cái độ lọc cầu thận nó giảm đơn thuần, toan huyết chúng ta thấy nặng cũng có thể làm tăng kali máu. Và chính vì thế trong trường hợp này đang diễn tiến như vậy, theo cá nhân tôi thì chúng tôi cũng không có xài cái Aldactone trong trường hợp này đâu. Nếu cần thì chúng ta thấy rằng là chúng ta phải coi lại, chúng ta thấy rằng là cái việc chúng ta bù trừ và chúng ta theo dõi sát cái yêu đồ để chúng ta thấy chúng ta đạt được một cái kali máu, chúng ta thấy ở trong cái ngưỡng an toàn cho bệnh nhân. Chứ còn đang giai đoạn này theo cá nhân tôi thì cũng không phối hợp. Cái chuyện thứ hai là chúng ta thấy bạn đã sử dụng từ 10 đến 20 tưởng lợi tiểu furosemid mỗi ngày để các bạn đạt được một cái thể tích nước tiểu này như vậy. Thực ra đây cũng là một cái liều furosemid cũng là khá cao. Tuy như vậy chúng ta cũng nên tìm một cái giải pháp nào khác hơn phối hợp để chúng ta có thể là tăng cái hiệu quả điều trị suy tim, giảm cái quá tải cái xung huyết cho những bệnh nhân này. Xin ông tiến sĩ Hoàng Văn Sĩ. Còn câu hỏi nào nữa không? Xin cho tiếp câu hỏi tiếp. Một câu hỏi, câu hỏi thứ 7 cho em hỏi: khi bệnh nhân suy tim mạng đang sử dụng Acne mà nhập viện vì suy tim cấp thì có nên ngưng hay giảm liều Acne như thế nào khi bệnh nhân có hoặc không có tổn thương thận cấp ạ? Xin mời Phó Giáo sư Huỳnh Văn Trí trả lời cái phần này trước. Một bệnh nhân suy tim mạng đang dùng Acne đó mà nhập viện thì bị suy tim mất bù, thì nếu như là cái chức năng thận của bệnh nhân á, mà nó vẫn trong giới hạn cho phép á, tức là mình đo cái mình đánh giá cái eGFR nó trên 30 á, thì bạn theo tôi thì nên tiếp tục cái Acne đi. Còn nếu như là cái lọc cầu thận mà nó trong cái đợt cấp này mà nó giảm á, dưới 30 á, thì mình có thể là phải ngưng hoặc giảm liều. Thì mà một cái nữa đó là tôi nhấn mạnh một cái ý mà khi nãy tôi có nói đó, là cái đợt cấp mất bù này cái biểu hiện như thế nào. Tức là chúng ta có những cái dạng suy tim cấp mất bù khác nhau, là cái tùy vào cái tưới máu và cái sung huyết. Những bệnh nhân mà có tưới máu đủ và không có sung huyết thì thường là cái tiên lượng rất là tốt, mình chỉ cần chỉnh liều tí xíu thôi là bệnh nhân xuất viện sớm. Những cái đối tượng mà sợ nhất là những người mà có giảm tưới máu, tức là lạnh đó, và lại có thêm cái tình trạng sung huyết, tức là ướt, thì đây là những đối tượng mà khó điều trị nhất và cái tiên lượng cũng xấu nhất. Trong những tình huống như vậy đó thì chúng ta buộc phải xem lại cái tất cả những cái thuốc chúng ta đang dùng, Acne cũng như là cái chạm beta,
và có những tình huống mà mình bệnh nhân nhập viện vừa có ướt và vừa có lạnh đó và huyết áp thấp đó, thì có khi là mình phải ngừng hết tất cả và mình phải tạm thời dùng cái thuốc vận mạch, ví dụ như dobutamine chẳng hạn, tăng co bóp để phục hồi cái cung lượng tim của bệnh nhân, có được một cái cung lượng tim đủ để tưới máu thận, để bệnh nhân có nước tiểu. Và sau đó khi bệnh nhân ổn định rồi đó thì chúng ta lại mình nói dùng cái từ là mon men, dùng là những cái thuốc trước đó bệnh nhân dùng. Thành ra cái biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân lúc mà nhập viện thì nó là cái quyết định chúng ta sẽ dùng thuốc như thế nào trong cái quá trình bệnh nhân nhập viện. Và nói chung á, thì theo cái quan điểm của tôi là nếu như cái tình trạng bệnh nhân cho phép, tức là không phải là cái tình huống như tôi nói là vừa ẩm vừa lạnh á, thì mình nên tiếp tục những cái thuốc trước đó bệnh nhân đang dùng, có thể là giảm đều nhưng mà nên tiếp tục, tức là acne, chạm beta vân vân, chúng ta tiếp tục. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Hồ Huỳnh Quang Trí. Rõ ràng là chúng ta phải xem xét tình trạng của người bệnh rất là rõ, chứ không phải là chỉ là gọi là nhập viện vì suy tim cấp, chúng ta ngừng ở đó. Chứ phải xem xét tình trạng bệnh nhân rất rõ về quyết động của bệnh nhân như thế nào. Ví dụ như là nó đang muốn quyết động, nó không có ổn, nó muốn tụt rồi vân vân. Thì chúng ta dĩ nhiên là những loại thuốc như acne, chúng ta thấy nó có thể làm giảm huyết áp vân vân, thì chúng ta phải ngưng nó để chúng ta xử lý tình huống đó. Vừa khi nó ổn định, chúng ta không cần dùng những thuốc đường truyền tĩnh mạch nữa, thì chúng ta lại khởi đầu lại acne cho người bệnh. Thì nó đúng như là trong những cái công trình nghiên cứu đã hướng dẫn cho chúng ta điều trị. Có một cái tình huống rất là cụ thể, đó là một bệnh nhân đái tháo đường rồi bị hội chứng thận hư rồi suy tim mạn, bây giờ nó trở thành suy tim cấp, thì chúng ta sẽ xử trí như thế nào, có kinh nghiệm gì hay không? Xin mời tiến sĩ Quảng Sĩ cho cái quan điểm riêng của mình về điều trị bệnh nhân này thôi. Thì tôi nghĩ những bệnh nhân này ít có được vô một cái công trình nghiên cứu chính thức nào để chúng ta có một cái khuyến cáo nhất định. Xin mời tiến sĩ Hoàng Văn Sĩ. Dạ, xin cảm ơn thầy Bình. Thực sự ra đây cũng là một cái ca khó trong thực hành lâm sàng, mà chúng ta thấy rằng là đái tháo đường mà có biến chứng thận, tiểu đạm tới mức hội chứng thận hư, tức là chúng ta gọi là hội chứng thận hư, và cái suy tim này chúng ta thấy trên một bệnh nhân đái tháo đường nữa, có thể nguyên nhân là chúng ta thấy là đái tháo đường, cũng có thể là các bệnh lý khác kèm theo bệnh nhân đái tháo đường, thì bệnh nhân vô suy tim cấp này, trên cái nguyên tắc là chúng ta vẫn điều trị xử lý một cái suy tim cấp, tức là chúng ta thấy rằng là chúng ta vẫn phải đảm bảo, chúng ta thấy rằng là điều trị sung huyết cho bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân có thì có suy tim cấp thì cái kiểu chúng ta thấy rằng là sung huyết ở phổi hay là ứ trệ ở hệ tuần hoàn, chúng ta thấy ở ngoại biên. Còn nếu chúng ta thấy suy tim cấp ở đây là một cái tụt huyết áp, chúng ta thấy rằng là như vừa tiến sĩ Trí có nói, chúng ta thấy đã, thì chúng ta cũng phải xử lý theo cái vấn đề là bệnh nhân choáng tim, một cái thể đó là suy tim cấp là như vậy. Như vậy cái hội chứng thận hư, chúng ta thấy rằng tại sao chúng ta đặt hội chứng thận hư, chúng ta biết hội chứng thận hư thường thường là albumin máu nó giảm, bệnh nhân phù toàn thân do giảm albumin máu. Như vậy chúng ta điều trị những cái thuốc khác, ngay cả lợi tiểu furosemid đôi khi cái hiệu quả của nó cũng không có được như chúng ta mong muốn. Chúng ta chuyển albumin vô để chúng ta kéo nước da, chúng ta tăng hiệu quả của những thuốc khác, thì chúng ta lại ngại vấn đề bệnh nhân đang suy tim cấp, quá tải tuần hoàn. Cho nên tôi nói ca này cũng là một cái ca khó. Như vậy cái việc điều trị chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng phải, như vừa tiến sĩ, tôi rất thích cái từ của Phó Sư Trí bây giờ, chúng ta mon men, tức là chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng phải đánh giá bệnh nhân để chúng ta xử lý. Phù phổi cấp chúng ta vẫn có thể sử dụng Lasix, chúng ta thấy với liều cao chúng ta vẫn có thể, chúng ta thấy rằng là sử dụng những cái thuốc vận mạch, chúng ta thấy tăng sức co bóp cơ tim nếu ép bệnh nhân giảm. Chúng ta thấy tuy nhiên chúng ta thấy nếu như bệnh nhân tụt huyết áp, chúng ta vẫn có thể dùng thuốc vận mạch để chúng ta nâng huyết áp cho bệnh nhân lên. Và chúng ta thấy khi mà tình trạng suy tim cải thiện, bệnh nhân phù nhiều, chúng ta thấy hoặc là tiểu đáp ứng kém, thì lúc đó chúng ta thấy rằng có những biện pháp khác hỗ trợ ngoài vấn đề chúng ta thấy lọc thận chậm, chúng ta thấy, hoặc chúng ta thấy kết hợp với việc chúng ta là truyền albumin để chúng ta có thể cải thiện từ từ cái triệu chứng sung huyết phổi cho bệnh nhân, hơn là chúng ta thấy rằng là chúng ta điều trị một cách tích cực quá. Chúng ta thấy là albumin truyền vô kéo lợi tiểu ra, chúng ta thấy chưa chắc chúng ta sẽ đạt được cái hiệu quả như mong muốn. Xin cảm ơn tiến sĩ Hoàng Văn Sĩ. Chúng ta tiếp theo một số câu hỏi sau nữa. Thưa thầy, cho em hỏi là trên lâm sàng bệnh viện em siêu âm tim bình thường không làm ở trên A, ở trên ở phẩy, thì trên siêu âm tim có thể dựa vào thông số nào khác để chẩn đoán suy tim, phân suất tống máu bảo tồn ạ? Cái này xin tiến sĩ Hoàng Văn Sĩ cho ý kiến này chút xíu. Dạ.
Thực sự ra chúng ta thấy vừa rồi thì tôi cũng nói đối với suy tim ép bảo tồn á, về vấn đề thách thức trong thực hành lâm sàng, đó là về vấn đề chẩn đoán. Và thường chúng ta thấy rằng là trong cái slide của tôi cũng nói là chúng ta thấy chúng ta bỏ qua một tỷ lệ đáng kể bệnh nhân chẩn đoán là suy tim ép bảo tồn. Thực sự ra chúng ta thấy trong tay chúng ta có những cái phương tiện chúng ta có thể chẩn đoán được, nhưng thường thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng ít quan tâm và chúng ta cũng chưa có làm một cách đầy đủ theo những cái khuyến cáo để chúng ta chẩn đoán. Và tôi cũng hy vọng rằng là qua cái chương trình này, nếu như quý vị theo dõi, chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể cải thiện được, nâng cao được cái chẩn đoán một bệnh nhân suy tim bằng những cái thông số cũng khá là đơn giản trên siêu âm tim. Chúng ta thấy các bạn không làm ơ trên A, các bạn không làm ơ phẩy, thì các bạn thấy đây là các bạn đó, thì các bạn có thể bắt đầu qua cái chương trình này, các bạn tiến hành, các bạn đo các cái thông số này. Tôi nghĩ rằng là nó không khó. Chúng ta thấy rằng là tất cả chúng ta thấy đều có hướng dẫn. Nếu như các bạn được học siêu âm tim, chúng ta thấy là đều được hướng dẫn để chúng ta có thể đo cái thông số này cả. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái tiêu chí chẩn đoán, cái tiêu chuẩn chẩn đoán họ dựa vào những cái thông số này, họ cũng đúc kết từ các công trình nghiên cứu cho thấy rằng các thông số này chúng ta thấy rằng là có, chúng ta thấy là cái giá trị để chúng ta chẩn đoán. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên sử dụng những cái biện pháp này, những cái thông số này để chúng ta chẩn đoán, hơn là chúng ta tìm một cái biện pháp, một cái thông số nào chưa được chứng minh để chúng ta chẩn đoán. Xin cảm ơn tiến sĩ Hoàng Văn Sĩ. Như vậy trong cái chẩn đoán mà suy tim phân xuất tống máu bảo tồn đó, chúng ta có hai cái thang điểm. Một thang điểm năm 2016, một cái thang điểm 2019. Trong tất cả những thang điểm đó thì người ta nhấn mạnh đến chúng ta dùng cái tỷ số ơ lớn trên ơ nhỏ mà phẩy đó. Cái chuyện đó thì chúng ta có thể là làm được trên cái siêu âm tim. Máy siêu âm tim nào cũng có thể có đầy đủ Doppler thì chúng ta có làm được. Chúng ta đo cái ơ lớn, đó là cái vận tốc của cái dòng trong cái thời kỳ sớm của thời kỳ tâm trương qua cái van hai đá, dòng qua van hai đá. Còn ơ nhỏ phẩy đó, chúng ta đo được cái độ mà di động của cái vòng van hai đá trong thời kỳ sớm của thời kỳ tâm trương, thì chúng ta làm cho cái tỷ số chúng ta coi là bao nhiêu. Nếu mà nó lớn hơn 9 thôi là đạt được cái tiêu chuẩn ấy rồi, còn nếu lớn hơn 15 là được 2 điểm lần đó. Vì vậy thì cố gắng là bệnh viện chúng ta trang bị điều đó để chúng ta chẩn đoán, còn hơn là như tiến sĩ nói là chúng ta không có nên tìm một cái phương pháp nào khác. Dĩ nhiên là nếu mà chúng ta áp dụng một thang điểm H2F rồi PEP á, thì nếu mà người ta bị thừa cân, rồi người ta bị rung nhĩ, rồi người ta bị tăng huyết áp, rồi vân vân, cộng lại nó trên 5 điểm rồi đó, thì chúng ta thấy là có thể chuyện kia chúng ta không cần. Còn nếu những cái người mà người ta không có mấy cái đó mà chúng ta có thêm cái đó là một cái phương tiện để chúng ta dễ chẩn đoán hơn, thì chúng ta nên trang bị để mà cái khả năng về chẩn đoán suy tim phân xuất tống máu bảo tồn của chúng ta nó tốt hơn lên. Xin mời câu hỏi tiếp. Câu hỏi thứ 9 đó là: trên thực hành lâm sàng, người bệnh nhập viện vì đợt cấp suy tim mạng, thời điểm xác định bệnh nhân có ổn hay không để bắt đầu sử dụng chạng beta. Cái này trong hồi nãy thì tiến sĩ phó giáo sư Hùng Trung Chí nói rất kỹ là bắt đầu sử dụng acne, bây giờ chúng ta có ổn định hay không để bắt đầu sử dụng chạng beta, thì theo ý kiến phó giáo sư Hùng Trung Chí sẽ có ý kiến như thế nào? Vâng, thì tôi xin trả lời cũng vắn tắt thôi, là nếu bệnh nhân nhập viện và mình phải xài cái dobutamine chẳng hạn, xài một cái thuốc tăng co bóp để cải thiện cái huyết động á, thì chắc chắn là trong cái quá trình đó chúng ta không có xài chạng beta rồi. Sau khi mình ngưng được dobutamine á, thì thường là phải 24 tức là thường 48 giờ sau á, thì mình mon men dùng lại cái chạng beta. Và khi mà chúng ta dùng lại chạng beta thì tôi cũng khuyên các đồng nghiệp là chúng ta cũng khởi đầu với cái liều thấp và tăng dần. Còn nếu như bệnh nhân nhập viện mà không phải dùng dobutamine á, mà chỉ có chỉnh liều lợi tiểu không á, thì khi đó mình có thể thậm chí là không có ngưng chạng beta mà chỉ giảm liều thôi. Và nếu có phải ngưng chạng beta trong quá trình bệnh nhân nhập viện mà chỉ có xài lợi tiểu tăng liều thôi đó, thì mình có thể khởi trị lại sớm, tức là mình cho lại cái liều thấp và hẹn bệnh nhân tái khám sớm để mình canh lại cái liều. Thì như vậy thì sẽ tùy vào tình huống là bệnh nhân có phải, tôi nhắc lại cái ý đó là bệnh nhân có phải dùng cái thuốc tăng cao bóp hay không. Nếu mà phải có dùng thuốc tăng cao bóp đó, thì cái thời gian mà mình ngưng đó, thì là thương nhân chạng beta nó lâu hơn. Còn nếu không có đó thì chúng ta theo cái ý kiến riêng của tôi đó, thì thậm chí là chúng ta có thể là tiếp tục dùng mặc dù mình có giảm liều, chứ không nên ngưng hẳn cái thuốc chạng beta. Xin cảm ơn phó sư Huỳnh Trí. Chúng ta đến câu hỏi thứ 10. Câu hỏi thứ 10 là một câu hỏi dài.
Các thầy cho em hỏi, đối với một số bệnh nhân suy tim mạng, phân suất tống máu giảm, phân độ NiHa là 3, 4, nếu ngưng sử dụng thuốc lợi tiểu đường uống thì bệnh nhân có tình trạng sung huyết trở lại. Tầm soát các yếu tố thúc đẩy suy tim thì không có yếu tố nào giải thích được, nhưng dùng lại lợi tiểu thì giảm. Nhưng dùng lại lợi tiểu thì là, tức là giảm cái tình trạng suy tim, thì có nên dùng thuốc lợi tiểu đường uống cách quản không? Em xin cảm ơn các thầy. Xin mời tiến sĩ Hoàng Văn Sĩ cho cái kinh nghiệm của mình trong việc sử dụng lợi tiểu cho những bệnh nhân mà suy tim mạng hơi nặng tới NiHa 3, NiHa 4 mà nó có giống vậy, giống như là nó phụ thuộc vào lợi tiểu nha. Xin mời tiến sĩ Hoàng Văn Sĩ. Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của đồng nghiệp. Thực sự là chúng ta thấy rằng là một trong những cái thất bại lợi tiểu hay là kiểm soát suy tim đó là cái sự tuân trị. Ngoài cái vấn đề cái toa thuốc chúng ta kê một cách phù hợp, thích hợp cho bệnh nhân đó, thì cái sự tuân trị của bệnh nhân vẫn là một trong những cái yếu tố chúng ta cần quan tâm. Và trong cái sự tuân trị đó là vấn đề chế độ ăn uống, chế độ sinh hoạt của bệnh nhân là cái mà thực tế tôi thấy rằng là chúng ta hay bỏ sót trong thực hành lâm sàng. Ít khi nào chúng ta hỏi bệnh nhân chúng ta thấy là sinh hoạt như thế nào, ăn uống như thế nào trong một cái bối cảnh mà chúng ta thấy rằng là quá tải như vậy. Rồi việc chúng ta sử dụng lợi tiểu, chúng ta thấy rằng là bệnh nhân cải thiện triệu chứng, chúng ta ngưng lợi tiểu chúng ta thấy là thì bệnh nhân lại có triệu chứng lại, thì như vậy chứng tỏ rằng chúng ta thấy rằng là một là chúng ta thấy rằng nếu như bệnh nhân đã tuân thủ đúng cái chế độ ăn uống sinh hoạt của bệnh nhân mà khi chúng ta ngưng lợi tiểu mà bệnh nhân xuất hiện triệu chứng lại thì nghĩa rằng là chúng ta phải tiếp tục lợi tiểu lại cho bệnh nhân. Còn nếu như chúng ta thấy rằng là bệnh nhân chưa tuân thủ tốt cái chế độ ăn, chế độ sinh hoạt thì có thể chúng ta thấy rằng là chúng ta khuyến cáo bệnh nhân phải tuân thủ tốt, và việc chúng ta dùng lại lợi tiểu không lợi tiểu lúc này chúng ta thấy là sẽ phụ thuộc vào gì, triệu chứng, tình trạng quá tải của bệnh nhân do cái tình trạng tim mạch của bệnh nhân đưa ra. Như vậy tóm lại chúng ta thấy rằng là theo cá nhân của tôi ấy, thì nếu như chúng ta thấy bệnh nhân đã tuân thủ tốt đúng cái chế độ khuyến cáo cho một bệnh nhân suy tim, nếu như chúng ta thấy rằng là lợi tiểu chúng ta thấy là cần thiết cho bệnh nhân vì giảm bớt cái sung huyết phổi, ngưng bệnh nhân có triệu chứng thì chúng ta nên tiếp tục, chúng ta không nên ngưng cho bệnh nhân. Đó là cái mà tốt nhất tôi nghĩ rằng để cải thiện được cái triệu chứng, cái chất lượng sống cho bệnh nhân. Xin cảm ơn tiến sĩ Hoàng bác sĩ. Tiếp theo xin mời ý kiến của phó giáo sư Hồ Hoàng Trí. Dạ vâng, thì tôi chỉ có xin bổ sung một ý rất nhỏ, thì tôi hoàn toàn đồng ý với cái cách xử trí suy tim mạng như vậy. Tôi chỉ nói thêm một cái ý nhỏ như vậy là bệnh nhân nhập viện vì suy tim cấp mất bù á, và mình xài lợi tiểu quay liều cao rồi đó mà cái đáp ứng chưa có đủ á, thì hiện nay chúng ta có thêm một cái thuốc mà tôi nghĩ rằng rất là hữu ích, đó là cái tôn bắp tăng. Thì cái tôn bắp tăng trong những tình huống bệnh nhân nhập viện vì suy tim cấp mất bù, thậm chí là cái lọc cầu thận thấp, tức là người ta lấy cái mốc là trên 15 thôi là được rồi, mình dùng cái tôn bắp tăng thêm nó cũng cải thiện được cái tình trạng sung huyết, nó thải nước ra. Và có những tình huống mà bệnh nhân là cái hạ cái albumin máu á, thì người ta xài tôn bắp tăng vẫn có hiệu quả. Thì nhắc để các đồng nghiệp nhớ là chúng ta có thêm một cái vũ khí để mình xử trí trong cái tình huống bệnh nhân nhập viện vì suy tim cấp mất bù. Xin cảm ơn phó giáo sư Hồ Văn Trí. Thưa các bạn, rõ ràng đây là một cái diễn đàn, chúng tôi thấy là sau hai bài trình bày như vậy mà chúng ta có đến hơn 10 câu hỏi, và tôi nghĩ là vẫn còn nữa. Tôi thấy số đây 14 rồi lên 16 câu hỏi vân vân, rất là nhiều. Thì đúng là một cái diễn đàn để mà chúng ta có thể nêu những cái quan điểm chúng ta, cũng như là nêu những ý kiến chúng ta trong vấn đề điều trị bệnh lý tim mạch, mà trong chuyên đề hôm nay đó là điều trị suy tim với phân suất tống máu bảo tồn, cũng như là điều trị suy tim với phân suất tống máu giảm. Thì qua hai bài trình bày thì tôi thấy rằng là những người mà suy tim phân suất tống máu giảm nó càng ngày càng có những cái ánh sáng, có những cái hy vọng để có thêm những cái loại thuốc mới mà chúng ta điều trị càng ngày càng hiệu quả, giảm cái tỷ lệ tử vong xuống rất là nhiều theo từng loại chúng ta làm. Vấn đề ở đây là chúng ta nên chọn lựa như thế nào, phối hợp như thế nào những loại thuốc mà chứng tỏ rằng là đã là cải thiện được cái tỷ lệ tử vong. Và tôi hy vọng rằng trong tương lai chúng ta có một khuyến cáo rất là cụ thể trong năm 2021 này, sắp xếp các loại thuốc
thuốc cũng như là ưu tiên những loại thuốc nào để chúng ta điều trị suy tim phân xuất tống máu giảm. Ngược lại thì suy tim phân xuất tống máu bảo tồn vẫn còn rất là nhiều thách thức. Chúng ta chẩn đoán như vậy đó cũng có những cái trắc trở khi mà chúng ta sử dụng máy siêu âm cũng như là những cái tiêu chuẩn bắt chúng ta phải nhớ nhiều hơn so với suy tim phân xuất tống máu giảm, thì đó cũng là một thách thức cho chúng ta trong chẩn đoán và đặc biệt là trong điều trị. Thì hiện nay chúng ta chỉ thấy có những cái công trình nghiên cứu gần đây Paramount, Paragon HF hay là chúng ta Paralax vân vân, thì nó cũng thấy là cho chúng ta có được cái lợi ích đó, nhưng mà lợi ích trên những cái tiêu chí mà chúng ta gọi là tiêu chí có tính cách là về cải thiện về mặt chức năng nhiều hơn, có nghĩa là cải thiện được chất lượng cuộc sống của người bệnh, tăng được thêm cái EF cho bệnh nhân, giảm được NT-proBNP, nhưng mà cải thiện về tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân thì chưa có, và đó cũng là một thách thức chúng ta chờ đợi thêm trong tương lai chúng ta sẽ có được hay không. Và thông qua rất là nhiều câu hỏi của các bạn thì chúng ta thấy rằng những cái thực hành lâm sàng thì những cái khuyến cáo đó có thể chưa giải đáp được hết. Chúng ta thấy rằng chúng ta có thể suy luận, chúng ta có thể áp dụng những cái tình huống lâm sàng như vậy, để những cái nghiên cứu mà áp dụng vào những tình huống lâm sàng như vậy thì cũng có thể giúp ích cho chúng ta xử trí được. Và như vậy thì chương trình mà về điều trị suy tim này chúng ta cũng chưa có thể kết thúc ở đây, chúng ta còn nhiều ý kiến nữa. Thì các bạn cứ việc gửi đến ban tổ chức của chương trình NTCF này và chúng tôi sẽ gửi đến những báo cáo viên và có thể trả lời cho các bạn trong những lần sau. Tôi xin là sẽ kết thúc cái chương trình này ở đây để các bạn còn có buổi chiều thứ bảy này làm những vấn đề khác, và xin rất là hân hạnh đón tiếp các bạn vào cái NTCF lần 2 cách sau đây một tháng với cái chuyên đề rất là chuyên biệt, đó là vấn đề về những bệnh nhân bị thông liên nhĩ thì chúng ta chẩn đoán, chúng ta điều trị như thế nào để hiệu quả nhất cho những bệnh nhân đó. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã tham dự đến giờ điểm thử này, và chân thành cảm ơn hai báo cáo viên đã có những cái bài báo cáo rất chất lượng để làm nền tảng để chúng ta có thể chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm, những kiến thức khác trong lĩnh vực điều trị suy tim với những cái phân xuất tống máu khác nhau. Xin kính chào tất cả.